Vâng, hồi Hanie. Dạ, em xin chào chị Kim Thanh và chào tất cả quý vị khán giả ạ. Dạo này sao ta? Nhìn hết sảy ha, ngon lành ha. Tại vì so với cái cuộc gặp em là tính ra là bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Em nghĩ là chắc khoảng tầm 4-5 năm trước rồi. Là cái hồi Cái thời mới top 5 của Miss Universe thế Dạ giới đúng rồi. về. Dạ thời điểm đó là đầu năm 2019 là em bắt đầu về Việt Nam và Media Tour ở thành phố Hồ Chí Minh. 5 Dạ, năm rồi. 5 năm. Nói chung là bây giờ là còn đẹp hơn hồi đó nha. Ui, chị nói vậy em mất ngủ tối nay luôn quá Rồi, em nghe lời khen là chị nghĩ là bây giờ nó giống như là cái hơi thở hàng ngày đó. à. Tức là cái mỗi sáng thức dậy là người ta khen mình cho tới tối khi mình đi ngủ, mà ngày này qua tháng nọ tới nước mà kiểu như mình lâu lâu mình cũng mong là ai chê đó một một cái gì chút xíu để mình cảm thấy là mình bình thường lại, hoặc là mình có khuyết điểm gì đó, đúng không? À, dạ không có đâu chị. Ai mà chê là stress Ai chê hả? Có người chê hả? Dạ vẫn có chứ. Ví dụ như là dạo gần đây là em làm biếng make up chẳng hạn, thì em hay để đầu tóc bù xù, xong rồi make up không có đánh gì hết, xong mọi người chê. Mọi người em hay nhận được rất là nhiều comment theo kiểu là: trời ơi cô này là hoa hậu hả? Hoa hậu mà tôi thấy là vợ tôi còn đẹp hơn nữa. Nhưng mà nếu mà ai mà biết Hen là từ cái ngày đầu cho tới bây giờ, thôi bỏ ngày đầu đi, biết Hen là từ cái hồi mà đăng quang Miss Universe Việt Nam cho tới bây giờ, thì cái chuyện mà em không make up hay là em mặc đồ rất là bình thường, hay là em lên rừng xuống biển, hay là em ở dưới ruộng dưới sông chỗ nào này kia, là một cái hình ảnh mà không make up nó quá là bình thường đó. Có nghĩa là cái điều đó là đâu phải là mới gặp em lần đầu, là hay là khoảng mấy năm em mới vậy một lần đâu, thường xuyên mà, đâu có Dạ lạ đâu, đúng đúng rồi. không? Dạ đúng rồi. Em là hay ví dụ như là em đi về quê là hầu như không make up, hay là đi trồng rừng, đi lặn suối, lặn sông là ít khi nào mà em make up lắm. Nhưng mà có lâu lâu mọi người sẽ rất là ngạc nhiên, có thể là các anh chị chỉ theo dõi lúc mà em được make up chỉnh chu, xong vô tình thấy một clip mà em không make up, xong thấy em kỳ quá nên mọi người mới để lại cái comment như vậy. Chị nhớ tới bây giờ chị vẫn nhớ hình ảnh em khi đi chụp căn cứ công dân thì phải, À, đúng dạ. không? Trời ơi, ngày hôm đó của em rất là mắc cười. Em đang ở trên rẫy, đang bẻ bắp. Xong rồi ba bảo là: bây giờ tiện thở đi về rồi nè, đi làm căn cước luôn đi, để ba hỏi xem là trên xã mọi người có mở hay không. Xong rồi ba bảo là: ok mọi người đang mở rồi đó, đi về nhà đi, đi làm căn cước đi. Xong em từ cái ở trên rẫy chạy về nhà thay đồ, rửa, chỉ có rửa chân với rửa mặt thôi. Xong lấy gel cột 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 cái tóc, xong rồi đi luôn. Nhưng mà đi xui quá. Mấy chị ở trong cơ quan khoái á chị, xong hỏi em: ủa sao em đi một mình vậy, em đi với ba thôi hả, ekip em đâu rồi, không ai chụp hình cho em hết hả? Xong chị lấy điện thoại em chị chụp xong đăng luôn. Xong rồi cái tấm hình đó lan truyền khắp mạng xã hội. Và lúc đó là em đi ô tô, thì đi ô tô cái chân em dài, mà mỗi lần mà em mà mặc những cái dạng quần ống túm á thì thường là nó sẽ không kéo xuống, nó sẽ dính ngay ở bắp chân luôn. Thế là lúc mà em đi xuống là em cứ đi bon bon, gặp ai cũng chào cười nói, nhưng mà chân tay hay là độ quần áo của mình thì lại không để ý. Xong đó một cái tấm hình quá là chấn động. Ai cũng nói em hết. Nhưng mà lúc mà khi mà ở nhà thì em cũng hỏi ba là: ba ơi vừa mặc cái gì? Ba kêu là chỉ cần là áo kín kín cao cao là được rồi, tại vì mọi người lấy ở trên thôi Khúc nên. trên là ok là được. Dạ đúng rồi, ba trấn an mình vậy mà. Giống như là mỗi lần mà về nhà có những cái giấy tờ gì mà ở trên ủy ban họ muốn làm á, thường là ba là người biết hết và trình bày lại cho em. Nên là em nắm như vậy là cứ đi thôi. Mình nghĩ là ồ quá chỉnh chu rồi, đẹp rồi, tóc cũng vuốt keo đàng hoàng, cột chặt lại rồi. Nhưng mà không ngờ. Nhưng mà lúc đó thì kiểu như là hình ảnh một Hennie gọi là bình dị á, thì nó cũng may là trước đó người ta cũng biết rồi, thành ra là nó cũng không phải là kiểu như là làm cho bà con dội lắm, nhưng mà dù sao nó cũng rất là viral đối với số đông, đúng không? Có lẽ là trong cái thời điểm đó nó viral với tất cả mọi người ở trong thành phố.
Nhưng mà ở quê của em là em thấy là ai cũng mang giống em hết á, ngay cả các anh cán bộ cũng mang dép Lào, xong mọi người rất là thoải mái luôn. Các cô chú cũng mới từ trên rẫy chạy về đi làm căn cước giống y chang em vậy đó, em thấy không có khác biệt gì luôn. Nhưng mà vấn đề là hồi đó em hoa hậu rồi em. À dạ đó. À quên khúc này. Cái khúc đó quan trọng đó là ví dụ như mình hoa hậu mình đi chụp đó mình cũng phải khác xíu chứ. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà không, lúc đó tư suy nghĩ của em là về nhà với ba mẹ, với buôn làng, là kiểu đang làm nông dân mà đang đi bẻ bắp mà, thì cứ nghĩ là như vậy là quá chỉnh chu rồi, quá đẹp rồi. Thật ra là đợt đó chị theo dõi thì chị có thấy một luồng dư luận không lớn. Yeah. Nhưng mà có một luồng dư luận nói là hồi hen cái đó là màu thôi, để cho người ta thấy là à mình bình dị rồi cái này cái kia. Dạ, nhưng mà do trong mỗi lần mà em về quê như vậy á, không phải là em hay chuẩn, giống như là ví dụ như là khi mà em đi công tác thì em sẽ có stylist, mọi người sẽ chuẩn bị đồ đạc cho em, hôm nay mặc cái gì mặc cái gì. Nhưng mà riêng cái việc mà em về quê á, là em có cái gì ở trong nhà em thấy mặc được là em cứ gom rồi đi luôn. Nên là khi mà về quê á, em không có chuẩn bị sẵn. Ví dụ như là em nghĩ là về quê mình sẽ làm căn cước thì mình sẽ chuẩn bị hơn. Còn đây là về tới nhà bắt đầu đi lên rẫy rồi ba mới gọi điện về làm căn cước, thì bao nhiêu đồ mình nghĩ là nghiêm túc nhất, tốt nhất thì mình mặc đi thôi. Kiểu về quê mà mang thoải stylist mái theo thì cũng kỳ đó. Dạ đúng rồi. Thường bình thường là khi mỗi lần em về quê là cùng lắm là áo dài tay rồi cái gì đó liên quan đến kiểu chống nắng, hoặc là mặc cái gì thoải mái nhất khi mà về nhà. Ít khi nào mà em chuẩn bị một bộ đồ chỉnh chu lắm. Tại vì khi mà về quê á, bạn bè em có rủ đi cà phê em cũng không đi, mọi người rủ đi ăn ở ngoài em cũng không đi. Em chỉ có ở nhà xong lại lên rẫy thôi. Nên là những cái bộ đồ mà em chuẩn bị khi mà về nhà nó cực kỳ đơn giản. Nên cái thời điểm đó em thấy là đẹp nhất của em. Không, mà thiệt ra là chị có xem những cái vlog của em rồi làm món này món kia ở nhà. Yeah. dễ thương cực. Yeah. Kỳ đấy, những cái lúc mà em làm những cái món ăn nó cũng cực kỳ đơn giản luôn. Ví dụ như là em muốn ăn cái món đó, xong bắt đầu là em ăn xong nhờ em của em hoặc là ai đi chung với em cầm cái máy quay xong rồi ráp ghép vào rồi đăng lên thôi, chứ không phải là cố tình là về làm content hay là có cái gì đó là bắt đầu mình làm content, mình quay chuẩn bị dàn dựng rồi ánh sáng. Trên cái video hoặc là những cái vlog của em hầu như không có như vậy. Chỉ có thể điểm dịch đó là do nguyên cái ekip của em là về nhà em luôn để chống dịch, để tránh dịch. Nên là bắt đầu mới quay nhiều video kiểu suột bay flycam rồi góc máy chỉnh chu. Còn về sau này mỗi lần mà em về quê là em cứ một bạn em hoặc là ai ở trong nhà cầm máy quay cho em xuống vườn em quay, hoặc là em ăn cái gì em quay cái đó, em chia sẻ cái đó. Tại vì lúc mình quay á, mình cảm thấy mình ăn rất là ngon và mình nghĩ là mọi người chắc cũng sẽ thắc mắc món mình ăn, hoặc là mọi người muốn thử. Đó, một phần là mình cũng muốn quảng bá quê hương của mình đến tất cả mọi người. Mà làm quay kiểu như vậy đó, những cái clip chị xem thì chị nghĩ là mọi người sẽ thích hơn, tại vì nó có cái tính chân thực và tự nhiên. Yeah. Còn em đầu tư chỉnh chu quá nhìn nó chuyên nghiệp, đôi khi người ta không thích lắm đâu. Yeah, vâng. Nhưng mà chuyên nghiệp thì mình sẽ thấy được cái tính nghệ thuật ở trong đó, đúng không chị? Thì nghệ thuật lúc đó mình sẽ làm một series kiểu khác. Thì kiểu khác. Cái hồi gặp em tới giờ 5 năm rồi. Yeah. Thì thật ra về nhan sắc thì mình thấy mặn mà hơn, xinh đẹp hơn. Mặn mà hơn có nghĩa là có tuổi hơn đúng không chị? Không, một vẻ đẹp người ta gọi là vẻ đẹp có chiều sâu, có nội hàm. Lại là một từ hàn lâm quá em không hiểu rồi. Bây giờ người ta nói là đẹp có nội hàm và đẹp không có nội hàm. Em là bây giờ đẹp có nội hàm. Dùng từ nghe ghê không? Ai muốn hiểu sao hiểu. Về em search Google. Không, cái này chị nghĩ Google nó chưa có cập nhật đâu. Yeah. Mọi người hay nói chuyện với nhau thôi. Yeah, vâng. Ví dụ như là một nụ cười, ví dụ ở trên TikTok mấy bạn nói là những nụ cười ngờ ngạt vô tri. Em thấy cái đó dành cho em được á chị. Tại vì nhiều lúc là em không biết em cười cái gì mà em hay kiểu như là bất thình lình mọi người nói rất là bình thường. Mọi người bắt đầu cười rồi, em chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết. Xong bắt đầu em hiểu em mới cười. Là ngày mai em mới cười. Em hoàn toàn chậm nhịp, xong ngờ nghịch người ta đã chuyển ra khúc khác rồi. Giống như quay trong Chị Đẹp nó cũng vậy á chị. Mọi người đang rất là vui, mọi người đang nói rồi cười kiểu như là rất là nhanh để mọi người bắt được tín hiệu. Nhưng mà riêng em một lúc sau em mới hiểu. Xong chị Diệu Nhi hay qua hỏi là giờ em mới hiểu hả? Tức là quăng miếng, ta quăng là hơi chậm. Dạ xíu. Hơi chậm. Đôi khi nó rớt xíu. Rớt luôn. Rớt xuống vực luôn chị, lượm lại không lên nổi. Không sao, đó là một đặc trưng của mình mà.
đúng không? Nói chung là cái gì mà để nhận diện ra mình thì người ta, có người không thích mình vì cái điều đó, nhưng mà có những người sẽ rất thích mình vì cái điều đó. Nhưng mà quay trở lại là cách đây 5 năm thì cái cuộc trò chuyện giữa chị với em á, thì lúc đó chị đã thấy nhiều người nói là ở bé này tuy mới đăng quang thôi, thường thường là tuy mới đăng quang là kiểu mà hơi ta hay nhận định là còn ngờ ngờ chưa trải nghiệm với đời á, thì thường là sẽ khi mà nói chuyện với ai hay là trả lời phỏng vấn là các bé đó kiểu ngây thơ lắm, nhưng mà kiểu mà chưa có cái sự mà va vấp á, thành ra cái tinh thần á, nhiều thứ nó hồn nhiên á. Nhưng mà Hen hồi đó thì mọi người có nhận định là Hen nói chuyện rất hay, và có vẻ như là trước khi mà Hen đăng quang thì cuộc sống Hen đã tiếp cận rất là nhiều thứ rồi, kiểu là cuộc sống đa sắc màu rồi, cho nên là bạn đã có những cái trải nghiệm rất là riêng, thành ra những cái cuộc trò chuyện lúc đó là mọi người rất rất là thích. Thì bây giờ tới 5 năm rồi, thì khi mà chị có nói với bạn là sắp sửa trò chuyện với Hen, mọi người nói hồi đó mà đã thế rồi, bây giờ Hen thành quỷ không? Quỷ đóng mở ngoặc kép á, tức là bây giờ là kể như là bắn kiểu gì là cũng xử được hết á. Em thấy là bây giờ là em trưởng thành hơn hồi đó cỡ nào, hay là mình vẫn giống như là cái phương châm mình như thế là mình cứ như thế thôi? Em nghĩ là khác so với lại em của kỳ trước. Ngày trước là em cảm giác là em nội tâm hơn, bây giờ là em hướng ngoại hơn. Khi mà nội tâm thì mình sẽ nói chuyện chậm hơn, sâu sắc hơn, hoặc là mình đã nói từ này thì nó đã suy nghĩ một cái dòng trạng thái, suy nghĩ những cái cụm từ khác để mà nói hoặc là trả lời. Hồi xưa là em dành cái sự tập trung nó cao hơn, còn bây giờ em vô tư hơn, hướng ngoại hơn, kiểu thoải mái hơn, thả lỏng hơn. Đối với cái cách nói chuyện thì em thấy là so với ngày trước thì em thấy là bây giờ em kiểu như là không có kiểu như là kỹ như hồi trước, mà bây giờ kiểu thoải mái hơn, sống thật hơn á. Ủa ngộ ta, tại thông thường là đi vô showbiz là càng ngày càng phải kín kẻ nhiều hơn nè, không sợ, phải sợ hớ hên nè, một lời phát ngôn ra là kể như là bị thêu dệt qua 1001 ý nghĩa khác. Dạ đúng rồi. Đúng là sợ lúc mà trước, lúc mà em mới đăng quang á, là cái thời điểm đó em thấy là áp lực. Xong khi mà mình áp lực á, mình nói cái gì mình cũng sợ. Mình nói là mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng mà sau trong cái hành trình mà hết nhiệm kỳ, xong bắt đầu em làm các dự án của em, rồi em làm vlog, rồi em nói chuyện, em chia sẻ, tất cả mọi thứ nó cứ thật thật thật. Nên là khi mà em nói chuyện với mọi người bây giờ là em hầu như không có suy nghĩ nhiều. Ví dụ chị hỏi thì em nói, chứ hồi trước là em sẽ suy nghĩ xem là chị có hỏi gì em không. Nhưng mà bây giờ em sẽ khác, kiểu như thế này là hồi xưa mình đề phòng. Mình sợ người ta gài mình, hoặc là người ta hỏi khó mình thì mình sẽ phải trả lời làm như thế nào, tôi là đương kim hoa hậu, hoặc là tôi đang được yêu thích như thế này, rủi tôi hớ hên một xíu thì sẽ bị ABCD gì đó. Nhưng mà bây giờ trải qua nhiều năm thì chị nghĩ là em đã gặp được rất nhiều người, rất nhiều thành phần, và công việc của em cũng đa dạng hơn. Tức là kiểu gì mình cũng đã tiếp cận qua rồi thì còn sợ gì nữa. Tức là cái cơ chế phòng, hồi xưa là bật cái cơ chế phòng vệ, còn bây giờ cái những cái đó nó nằm ở trong máu mình luôn rồi. Tức là người ta vừa bắn ra cái gì là mình phải biết phản ứng lại làm sao mà nó ok nhất có thể. Cũng không hẳn là như vậy vậy ạ. Giống như là hồi trước á, là mình ngại giao tiếp, một phần là ngại giao tiếp nữa. Còn bây giờ em cảm giác là em nói chuyện với ai cũng là bạn, là người nhà của em á. Nên là nói chuyện cứ bị thoải mái, ngay cả trước ống kính luôn. Tất cả mọi thứ, ví dụ như là em nhìn chị xong rồi em suy nghĩ cái gì là em nói luôn. Đó, hay là em gặp tất cả mọi người cũng như vậy luôn. Hồi xưa thì mình giữ kẽ hơn, mình nghĩ à mọi người, người này là người này, người này là người này. Nói cái gì cũng ngại, xong cũng không biết là mình nói có nên nói hay không, rồi nói có đúng hay không. Còn bây giờ là thấy ai cũng là người quen thân, lấy cái mình cứ nói một cách rất là thoải mái và cởi mở. Nên vô tình khi mà những cái sự thoải mái đó quá của mình thì nó có những, giống như chị nói, có những cái câu là mọi người sẽ hiểu theo cái ý khác nhau. Dạ. Nếu chị không làm á, thì
dạo gần đây á, 1-2 năm gần đây á, là cũng có một cái, nói chung nó nhỏ thôi, nhưng mà cũng có một cái bộ phận nhẹ gọi là anti hernia. Gọi là anti thì nó chưa tới, nhưng mà tức là chị có để ý hồi trước á, khi mà nhắc tới em thì cái luồng dư luận bề nổi nha, còn bên trong mình đâu có biết đâu. Bề nổi thì gần như là mọi người khen her hen là có cánh luôn, tức là không, những cái comment mà gọi là trái chiều rất là ít. Nhưng mà chị thấy là năm ngoái tới năm nay có xuất hiện một số cái luồng nó hơi khác, đặc biệt là sau khi em tham gia Chị Đẹp đó, thì không biết là em có thấy điều đó hay không. Tức là mọi người không nghĩ là trước khi her hen mà tham gia Chị Đẹp á, người ta sẽ kiểu người ta kỳ vọng her hen ở một cái vị trí nào đó, hoặc là vào tạo content kiểu sao 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 ABCD gì đó. Nhưng mà có lẽ là khi mà em tham gia vô, giống như em nói hồi nãy á, là em bắt nhịp so với Diệu Nhi hay mọi người nó hơi chậm hơn chẳng hạn, thì nó rớt miếng hay sao đó, cho nên là nó có những cái luồng hơi khác hơn. Em không biết là em có theo dõi những cái đó hay không. Dạ có, em có thấy là mọi người có chia sẻ là mọi người rất là ngạc nhiên khi thấy em ở trong Chị Đẹp. Mọi người kiểu khi mà hồi trước á, ví dụ như là khi mà em đi thi quốc tế á, là tất cả mọi thứ em nói chuyện, em đi đứng đều rất là cái gì nó phải cũng nằm trong cái khuôn khổ làm sao nó tốt nhất hoặc là hoàn hảo nhất, từ cách mình trả lời tới thần thái của mình hay là cách biểu diễn của mình. Nhưng mà khi mà tham gia Chị Đẹp hầu như giống như là em show cái con người thật của em luôn. em suy nghĩ đơn giản em cũng nói như vậy, hay là tất cả những cái gì thật nhất của em. Giống như lúc đầu em suy nghĩ là khi mà em vào chăm Chị Đẹp, em nghĩ là em đang quay vlog bình thường của em, em sao em như vậy. Dạ, nên là khi mà mọi người đang kỳ vọng, cũng đang kỳ vọng ở mình một cái mức gọi là mọi người muốn mình tốt hơn cái lúc mình đi thi, mà mình lại bây giờ đi thi một cái, không phải thi, nhưng một cái cuộc rõ ràng là đầu tiên là bên Chị Đẹp nó cũng phải khả năng của em nữa, liên quan đến âm nhạc, nhảy múa, tất cả mọi thứ nó không phải là khả năng của mình. Xong mình bị áp lực, khi mà áp lực mình cũng không có kiểu như là giống như hồi trước á, khi mà áp lực thì em sẽ kiểu phải cố gắng làm sao mà mọi người chỉ nhìn thấy cái tốt nhất của mình. Nhưng mà khi mà tham gia trong chương trình vừa rồi thì nó cũng là truyền hình thực tế, nên là tốt thì mọi người cũng thấy tốt, và không tốt mọi người vẫn không thấy tốt, nên là mọi người sẽ nhìn nhận ở nhiều góc độ mà gọi là thực tế nhất. Và mọi người đôi khi á, mọi người kỳ vọng em tốt nhưng mà em lại làm chưa tốt thì mọi người hơi thất vọng. Đó là có những cái luồng chia sẻ như vậy. Thì em cũng có đọc và xem, đúng là như thế thật. Nhưng mà trong chương trình mình đã thấy mình đã như vậy rồi. Tại vì có những cái là ở trong chương trình mình không có thể nào mà theo các chị được. Ví dụ như là khi mà mới nhận đề bài hoặc là một cái bài hát nào đó, tất cả các chị đều biết hát theo. Còn em nhờ, chết rồi, bài này là bài gì đây? Xong em phải cố gắng nhớ từng bài hát để mà về Google xem và nghe bài đó liền, xem là bài nào phù hợp. Và khi mà nhận được cái góc mà gọi là nhanh như vậy á, em không có kịp phản ứng, hoặc là em vẫn đang cái kiểu là thắc mắc, ngờ nghịch, hoặc là chưa biết gì. Nhiều khi người ta nghĩ là em đang diễn. Dạ, nhưng mà sự thật thì mình lại như vậy. Xong tới lúc mà mình đi thi thì mình đã cố gắng hết mình rồi. Tất cả những bài nhảy đều ngày đêm tập được những cái bài như vậy, nhưng mà mình vẫn chưa làm tốt. Nhưng mà cái mọi người muốn mình thể hiện là những cái gì, hình ảnh ví dụ hoa hậu vẫn thần thái đó đi vào nhảy đùng 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 đùng. Nhưng mà cuối cùng mình không làm được, nên là làm cho mọi người hơi thất vọng một tí. Em nghĩ nên là mọi người có chia sẻ những cái luồng ý kiến của mình. Thì trước cái Chị Đẹp á, là chị thấy trên mạng xã hội có viral những cái clip mà em hát bên ngoài đó trong chương trình này kia. Chị nói ok cũng được lắm á. Thành ra chị mới nói ô, tại vì chị là không theo dõi em quá sát, thì chị chỉ xem những cái clip hát đó. Chị nói hờ hen bên ngoài mà hát vậy thì tới chừng vô Chị Đẹp là ngon nha. Thành ra đó cũng là lý do mà em nhận được lời mời, đúng không? Được mời và em cũng nhận lời. Với lại chương trình đó cũng không phải là bắt buộc phải là ca sĩ tham gia, miễn là các chị đẹp là được rồi, trong tất nhiên nhiều lĩnh vực. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không, tức là khi mà chương trình mời em á, thì các chị cũng nói, ban tổ chức cũng nói là đây là một show truyền cảm hứng dành cho các chị em. Tức là mọi người có thể là không phải là lĩnh vực của mình, nhưng mà mọi người vẫn làm. Giống như cái việc mà một
người phụ nữ ở trong xã hội họ đương đầu với một cái công việc nó không phải là thế mạnh của mình. Và cái cách mà mọi người cố gắng vươn lên nó mới là câu chuyện. Thì em nghĩ nếu mà như vậy thì mình biết hát sơ sơ, tập nhảy thì nếu mà cho thời gian thì mình cũng tập được, mình nghĩ là mình sẽ tham gia được. Nhưng mà thật sự thì vào trong chương trình nó không phải như vậy. Khán giả thì mọi người vẫn muốn là hát tốt, nhảy đẹp, visual và thần thái. Nhưng mà khi trong một cái thời gian rất ngắn, vừa cái lúc mà nhận bài tới cái lúc mà thi, rồi mình đứng ở trong một cái khuôn hình là các chị hát rất hay, nhảy rất đẹp, thì mình không thể so sánh được với mình trong một tuần, hai tuần tập như vậy được. Nên là đó, khi mà vào trong chương trình cuối cùng em lại bị áp lực nhiều hơn so với cái việc mà em cảm giác là chắc mình làm được, nhưng mà cuối cùng mình có cảm giác là mình làm chưa được. Khi mà vào trong chương trình là hầu như là giống như em bị bỏ xa vậy đó. Ví dụ như là có một cái đoạn nhảy, em thấy cái chị làm một lần, hai lần là làm xong rồi, cái chị vào uống nước, nghỉ ngơi rồi, trong khi đó mình mới vỡ bài thôi. Mình chậm đến nỗi mà mình cảm thấy là giống như nếu mà mình không cố gắng á thì mình sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm. Còn mình đã cố gắng hết mình, mình chỉ có tới đó thôi. Đôi khi á, em nhận bài xong, nhận nhóm xong em rất là áp lực. Em sợ ảnh hưởng đến các chị trong team của em. Rồi em sợ là khán giả, hiển nhiên là tại vì mọi người vote cho em nhiều lắm. Em sợ là mọi người vote nhiều mà em lại không làm tốt, em sẽ làm cho mọi người thất vọng. Trời ơi chị ơi, em giống như là bây giờ là em đang khoảng tầm 57 cân, nhưng mà khi tham gia chị đẹp em tụt cân khoảng tầm 50kg thôi. Còn 50kg thôi, mà lúc đó cái người em rất là ốm luôn, mà chỉ lo tập luyện thôi. Nhưng mà đối với em, mình có cảm giác là mình đã cố gắng hết mình rồi. Nhưng mà lên trên một cái frame hình, một cái góc quay, thì mình vẫn thấy mình chật nhịp, mình không làm tốt so với các chị của mình rất là nhiều luôn. Nên đó là một cái lý do mà mọi người kiểu đang kỳ vọng, xong mọi người bắt đầu hơi nghi ngờ. Với lại là lúc đầu là em cũng nghĩ là đi vào trong chương trình là mình nghĩ là chỉ hát đơn giản, giống như em hay nghêu ngao hàng ngày, ví dụ như là cái bài mưa trôi cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn, thì em sẽ hát như vậy. Nhưng mà vào trong chương trình nó phải liên quan đến âm nhạc nữa. Rồi mình nghĩ là mình phát âm đúng, nhưng mà thực chất là mình phát âm không đúng. Xong bao nhiêu thứ kiểu kiến thức, rồi từ tất cả mọi thứ nó làm cho em áp lực. Nó không còn là giống như là lời mời của ban tổ chức dành cho em nữa. Cảm giác như bị lừa. Không phải bị lừa, đúng, em thấy là ban tổ chức lừa em nặng luôn. Em thấy là nếu như mà những cái người mà không có khả năng, hoặc không phải không có khả năng mà là chưa có làm quen trong cái môi trường ca hát hoặc là trình diễn nhiều như em á, để mà nhận lời mời phải suy nghĩ thật là kỹ. Kiểu như là nếu mà có tài năng sẵn thì nhận, còn một cái người mà phải học lại như em thì sẽ vào trong cái chữ đẹp rất là áp lực luôn. Nhưng mà bây giờ em thấy kỹ năng hát với lại nhảy của em thế nào? Tới thời điểm hiện tại thì em thấy là bắt đầu em suy ngẫm hơn. Ví dụ như là em hát là em phải ngẫm từ, rồi em cảm nhịp sẽ suy nghĩ kiểu chậm hơn. Chứ hồi trước là mình nghe nhạc, mình hát theo là cứ hát theo thôi, mình cũng chả để ý là mình hát đúng hay hát sai. Mình thích bài đó thì mình hát, chứ mình không có nghĩ gì nhiều. Rồi nhạc hồi trước là phần nhảy, là hồi trước là nhảy khó nhớ, bây giờ nhớ được một chút, nhanh hơn một tí so với kỳ trước. Nhưng mà đúng là tham gia xong thì em thấy em trưởng thành nhiều, trưởng thành rất là nhiều so với kỳ trước luôn. Ví dụ như một đoạn nào đó em quen đi, bây giờ em hát làm sao? Ví dụ như là bài của chị Hương gần nhất á, ví dụ khi mà chị Hương hát thì em cũng bắt trước. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình kiểu như là nhớ lại cái bài mình học ở trong chị đẹp thì mình bắt đầu sẽ cảm nhận khác hơn. Ví dụ như là bài chị Hương là có câu gì nhỉ? Cứ để cho em. Cứ để cho em chậm chậm ôm anh, chậm chậm yêu anh. Dạ, thì em sẽ cảm nhận là em nói từ ôm thì em sẽ tưởng tượng được. Hay em nói từ yêu em sẽ kiểu cảm giác là yêu. Chứ hồi trước là cứ để cho em chậm chậm ôm anh, chậm chậm yêu anh. Hồi trước là em sẽ hát như vậy. Xong rồi em cứ luyến lên luyến xuống bệnh bạ thôi. Nhưng không biết chị có nghe khác không? Khác chứ. Khác đúng không chị? Khác. Thì em có cảm giác là em có trưởng thành một chút. Nhưng mà để mà hát hay là cầm mic, em nghĩ là cả một giai đoạn khó khăn và phải học tập nhiều. Nhưng mà em cover tặng chị Hương chưa? Dạ chưa chị ạ. Chị Hương rất là quý em,
chị Hương có chia sẻ là hay hen hát với chị bài này đi. Lúc đó là em, chị ơi đừng có đùa. Không, nghe nãy giờ thấy ok đó. Dạ. Em bảo là bài này rất là nghệ thuật và rất là hay. Em sợ em phá bài của chị. Không. Em luôn kiểu như là kiểu trong cuộc đời mình, trong cuộc đời của em á, em luôn nói có. Nếu có ai đó đưa cho em một cái thử thách. Nhưng không biết tại sao cái bài của chị Hương em luôn nói không với chị Hương. Tại vì khi mà em quay MV á, mỗi lần mà chị Hương bật những cái câu hát trong cái bài á, em nghe rất là cảm xúc. Em sợ là một cái người hát ngang như em đi vô đó hát phá bài của chị nên em cứ không nhận. Xong chị Hương bảo là chị sẽ tập cho em. Em bảo là... Không, chị vẫn chờ á nha. Yeah. Tại vì nãy giờ nghe em hát vài câu thôi, cộng với những cái chiếc clip mà viral trước đó rồi trong chương trình Chị Đẹp á, chị thấy là cũng rất gì và này nọ nha. Thiệt á. Với lại đâu phải em ghi là ca sĩ hồi hen nghe đâu, em sợ khi nào em làm ca sĩ mà em hát tệ người ta mới nói, đúng không? Còn bây giờ cái công việc của em là khác, và em tham gia cái phần song ca đó với Hương thì kiểu nó cũng là một cái kỷ niệm của hai chị em. Dạ. Yeah, chắc là em phải cố gắng. Thôi nhận thử thách đó đi nha. Bữa thì chị có gặp ban tổ chức của bên Chị Đẹp nói chuyện này kia cho vui, thì khi mà nhắc lại những cái của chương trình đó thì mọi người có, nói chung là mọi người hơi không hiểu cư dân mạng một chút xíu. Mọi người nói là có những cái bình luận hơi trái chiều về hen á, mọi người cũng hết sức bất ngờ. Tại vì cái lúc quay đó, những cái chi tiết đó mọi người ai cũng thấy rất dễ thương. Tức là mọi người nói trời kêu quá, đáng yêu quá này kia, những cái lời nói này nọ. Có thể là hen không có bắt nhịp kịp với mọi người, nhưng mà nó thể hiện một cái sự rất là đáng yêu của một cái hình ảnh khác của hen. Tức là ai cũng thấy cực kỳ dễ thương. Mà tới chừng dựng lên thì thấy xong thì mọi người lại thấy khác. Xong cái ban tổ chức đó, ủa trời, tức là bây giờ mọi người không hiểu là khi mà mình dựng lên thì cư dân mạng sẽ phản ứng như thế nào luôn á. Mọi người cũng có cái phần áp lực đó, không biết là mình dựng như vậy đúng hay sao. Dạ, em nghĩ là nó cũng là một cái câu chuyện, là một bài học. Khi mà mọi người muốn mình tất cả mọi thứ là nghiêm túc, mà mình lúc đó thì rất là vô tư. Và đúng giống như là cái mindset trong đầu của em khi mà em nhận á, trong show á, em cứ là em thôi là thứ nhất. Là cái thứ hai em nghĩ là chắc là giống như cái vlog em quay nó thoải mái, tự nhiên. Thì nên là có cái gì đó là em nói cái đó. Em cũng gặp nhiều anh chị ekip á, cứ ở trong hậu trường mỗi lần xem xong em mắc cười, em dễ thương quá em. Các anh chị cứ nói như vậy, em nói chị ơi em sợ quá, em nói có sai gì không chị? Tại vì có cái nào mà em nói không ổn á, nhắc em với nha. Tại đôi khi em kiểu như là thân với các chị quá là em sẽ rất là thật như vậy á. Đôi khi nó không có đúng, rồi em sẽ không phân biệt được ranh giới đúng sai. Đó, các chị chia sẻ cho em với. Đó, suốt ngày là em nói như vậy. Nhưng mà gặp các anh chị ekip cũng nói giống như kiểu như chị á. Xong rồi nhìn em với ánh mắt long lanh, xong nói em dễ thương. Em nói dạ em thấy em khùng quá, chị mà ở với em là em chỉ có nhiêu đó thôi ạ. Nhưng mà cũng hay, tại vì chị nghĩ là nên để cho người ta thấy rất là nhiều cái khía cạnh của một con người. Và nếu mà chỉ giống như khán giả chỉ có một chiều thì đương nhiên là mình không có những người mà gọi là anti á, thì cũng tốt, nhưng mà thật sự ra cũng nên có một số. Tại vì họ sẽ soi được từng ly từng tí những cái mà theo họ là mình làm chưa có tốt. Để mà mình trưởng thành hơn. Đúng rồi, trong đó có những cái là có thể là có những người họ không thích mình. Thì mình ghi nhận. Nhưng mà có những người họ chỉ ra đúng được những cái mà mình cần khắc phục. Thì chị nghĩ cái điều đó đúng. Chứ còn những người mà yêu thích mình là mình làm cái gì họ cũng thấy dễ thương hết em. Thiệt luôn. Dạ đúng rồi. Em vẫn nhớ mãi cái câu của Sơn Tùng từng nói á chị. Là cái câu là anti giống như là cái vị giám khảo khó tính. Thì em thấy là đúng là như vậy. Đôi khi là mình cứ nhận được nhiều lời khen quá, mình sẽ quên đi. Giống như là mọi người xem vlog của em á, mọi người em làm gì cũng rất là thật, là tự nhiên, là em, thì mọi người rất là thích. Nhưng mà khi mà vào trong một cái khuôn khổ, ở một cái khung hình, một cái góc máy khác, một cái chương trình khác thì nó đâu có hợp đâu. Nhưng mà nhờ những cái tương tác, những cái comment đó mình mới hiểu rằng à, mình phải cần nghiêm túc hơn, mình phải cần chỉnh chu hơn. Nhưng mà rõ ràng bản thân em á, khi mà em sống với tất cả mọi người, em sẽ kiểu như vậy á.
Còn những cái lúc mà em, ví dụ như là em đi những cái chương trình đặc biệt, hoặc là em chia sẻ để truyền cảm hứng, thì em sẽ kiểu tập trung hơn và nói theo cái kiểu nghiêm túc hơn, kiểu như giống như là đời sống của em nó sẽ khác, và khi mà tập trung cho một cái công việc là mình phải làm tốt thì nó sẽ là khác. Nhân tiện mình đang nói về những cái này thì chị cũng hỏi Hen luôn, tại vì cũng 5 năm rồi mình mới gặp nhau. Và dĩ nhiên là bên cạnh những cái luồng thông tin mà mọi người chia sẻ rất là tích cực về Hen, thì chị nghĩ là cái này nó gọi là tiêu cực thì nó không phải, nhưng mà đúng là như chị nói ngay từ lúc đầu á, là Hen đã trải qua rất là nhiều cái vấn đề này kia trong 5 năm vừa qua, chứ không phải lúc nào cũng là màu hồng. Về mặt truyền thông social này kia, ví dụ như là chị nắm mảng giải trí nói chung, thì trong đó có phim ảnh, thì rõ ràng là chị rất là kỳ vọng vào Hen trong 578 phát đàn của Kẻ Điên. Tại vì ngay từ cái buổi showcase, những cái hình ảnh đầu tiên giới thiệu, thì chị kỳ vọng là vai trò của Hen trong cái bộ phim nó sẽ khác. Nhưng mà tới khi mà phim chiếu thì chị cũng bất ngờ khi mà Hen có mấy cảnh như vậy mà hình biết có thoại không ta, thoại mấy câu đó, thì chị mới nói ôi sao nó khác quá. Nhưng và rõ ràng á, là đứng ở dưới góc độ làm nghề thì mình biết là vài cảnh như vậy, xẹt qua xẹt lại như vậy, thì không thể nào mà phản ánh được cái tố chất hoặc là cái khả năng của một người diễn viên về diễn xuất như thế nào. Nhưng mà dù sao thì đó là một cái tác phẩm gây tranh cãi rất là nhiều về chất lượng. Thì chị nghĩ là bản thân em cũng buồn khi mà họ đánh giá về cái diễn xuất của em trong cái tác phẩm đó, đúng không? Thời điểm đó thì em đi xem phim và ủng hộ phim rất là nhiều, chỉ lo lắng đến phim thôi. Hiển nhiên là những cái dư luận mọi người chia sẻ, ai mà đăng những cái bài á, hoặc là bạn em cáp lại màn hình gửi cho em thì em mới biết thôi. Lúc đó em vẫn nghĩ rằng là mọi người sẽ đón nhận phim theo cái khía cạnh cảm nhận khác nhau, giống như bản thân em đón nhận các phim mà em thích xem. Thì em nghĩ nó là cái ý kiến của khán giả. Nhưng mà em cảm nhận được giống như cái lời chị nói sâu sắc hơn khi lúc mà em đi gặp một anh đạo diễn khác, anh mời em cho một cái bộ phim khác. Anh mới nói là Hen ơi, anh hỏi thật, em có dám nhận phim nữa không? Xong anh nói, ủa sao anh lại hỏi mình câu đó ta? Thì anh mới kể là tại vì là khi mà em đóng 578 xong, mọi người có rất là nhiều luồng ý kiến về em. Và khi mà ngày hôm nay anh mời em và em vẫn đến và em hỏi là em có thích diễn xuất nữa không, và em nói thích, thì em thấy là anh thấy em cũng là một cái người can đảm và theo đuổi được cái niềm đam mê của mình. Xong mình kiểu, ủa alo anh đang nói gì vậy? Tại vì kiểu em không biết được, là giống như chị nói á, ý giống như chị nói á, em vẫn nghĩ là mọi người chỉ chia sẻ những cảm nhận của mình thôi. Là mình không ngờ là ảnh nghĩ là em đang gặp một cú sốc rất lớn và không còn tự tin hoặc là gặp bất kỳ một đạo diễn nào cả. Anh nghĩ em như vậy. Nhưng sau khi em chia sẻ xong, em nói, ảnh cười. Anh nói là đúng là anh gặp em ở trên, anh có đọc em ở trên mạng và gặp em ở ngoài, anh nhận định là em rất là thật. Em có một chút cái gì anh nói từ ngơ ngơ. Rất là hợp với lại cái hình ảnh cái phim sắp tới của anh. Đấy, xong rồi khi lúc mà em chia sẻ hết thật cái cảm xúc của mình, xong rồi ảnh bảo là dành cho em cái lời mời trong bộ phim đó. Nhưng mà thời điểm đó thì cái bộ phim đó nó lại không hợp với câu chuyện tôn giáo của em, nên là em không có nhận. Nhưng mà em rất là vui khi mà ảnh nói như vậy, xong em mới hiểu sự thật. Tại vì giống như là ekip của em á, chỉ follow phía trước là cần làm gì tiếp theo. Mọi người gấp rút làm liên tục luôn, không có thời gian để nghỉ, hoặc là không có thời gian là xem, check xem là mọi người đang nói gì về mình. Nên là thời điểm đó không có biết, không có nắm được nhiều. Nhưng mà nhờ mọi người nói như vậy á, em mới hiểu ra là như vậy. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích điện ảnh. Em cảm thấy rất là sướng, giống như trong bộ phim 578 á, từng cái góc quay hay là ngày quay em gặp gỡ các anh chị trong phim, đoàn phim, ekip, em cảm giác rất là thích. Nhưng mà rõ ràng em nhận định luôn là thời điểm đó khi mà em quay lại, tại vì phim bây giờ đang phát hành trên Vietnam Airlines á, em có xem lại thì em thấy em rất là non luôn, non cả diễn xuất. Tại vì lúc đó em suy nghĩ là em phải diễn. Em phải diễn và em nghĩ là em đánh rồi em diễn như vậy. Nhưng mà khi mà xem lại là đúng, mình rất là non. Và gần đây nhất thì em có gặp Cathy Nguyễn,
chị Cathy bảo là mình có thể diễn là cái cách mình có thể đưa được, mình có dám đối diện thực với cái cảm xúc của mình đó hay không, để mà mình làm, có thể là nó tồn tại trong cuộc sống của mình nhưng mà đôi khi mình ngại, mình không dám thể hiện, mình có dám thể hiện điều đó ra hay không. Cái mình mới suy nghĩ là có vẻ là mình đã hiểu sai về kiến thức về diễn xuất. Mình nghĩ diễn là diễn nên là khi mình xem lại mình cũng thấy ngưỡng quá. Nhưng mà nó cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Nhưng mà em vẫn cảm giác là vẫn muốn tham gia diễn xuất, tại vì em thấy cảm giác rất là thích. Giống như em tham gia mới gần đây nhất là của chị Hương, em thấy thích lắm. Em giống như là không biết là nhận định của khán giả dành cho mình như thế nào, nhưng mà cảm giác là mình cảm giác rất là thích. Và những cái lúc mà mình quay hay là đưa cái cảm xúc đôi khi nó khó, nhưng mà đâu đó nó làm cho mình bay bổng, nhớ lại nhiều kỷ niệm ở trong cuộc sống của mình. Chị thấy khi mà đóng Cứ Để Cho Em á, yeah, thì lúc đó là em đã trưởng thành rất là nhiều so với hồi năm 78. Em trưởng thành rất là nhiều, diễn xuất là có chiều sâu, có nội tâm ở trong đó rồi. Nhưng mà thật ra cái hồi năm 78 chị mới nói rồi, nếu mà đưa một diễn viên mà đại tài vào mấy cảnh đó thì cũng không khá hơn bao nhiêu đâu. Tại vì nó xẹt qua xẹt lại có mấy cảnh. Thậm chí tụi chị, những bạn bè về phim á, còn chọc chọc với nhau thôi, kiểu như là đòi lại công bằng cho Hờ Hen. Tại vì cái phim đó là em đóng có mấy cảnh xẹt qua xẹt lại, nhưng mà poster thì hình rất là lớn, và cái content để PR phim thì liên quan đến Hen rất nhiều, trong khi cái bộ phim nó không phải là như thế. Tức là với những người mà họ chưa xem phim thì họ sẽ nghĩ em là đóng vai chính ở trong đó và xuyên suốt từ đầu đến cuối, nhưng mà thực tế bộ phim nó khác xa hoàn toàn đó. Thành ra chị mới nói là nếu mà muốn nhận xét về diễn xuất của Hen thì có lẽ là phải chờ Hen một cái tác phẩm mà có đức diễn tốt hơn để nơi đó mà Hen thể hiện năng lực, chứ còn cái này thì nó không có gì để diễn hết. Thì tụi chị có nói với nhau như vậy. Nhưng mà rõ ràng từ cái năm 78 cho đến cái MV Cứ Để Cho Em, mặc dù chỉ là MV thôi, nhưng mà về cái phần mà em thể hiện cái một nhân vật ở trong đó đó, chị, mọi người đánh giá rất là cao. Thì đâu đó chị đọc ở trên bình luận của cư dân mạng có tổng kết lại giùm Hờ Hen là sau khi xem chị đẹp, sau khi quan sát đầy đủ cuộc sống của Hen hàng ngày, rồi xem MV Cứ Để Cho Em, thì mọi người mới nói là Hen đừng cho đóng cái gì sang chảnh hết, cứ quăng vô cái chỗ nào mà nó bình thường nhất, cực khổ nhất, vất vả nhất. Lội sông, lội núi, rồi bán cá, bán chợ, ở ngoài chợ gì đó, là mấy cái đó mà nghèo khổ là Hen là xuất sắc luôn. Thì em thấy đó là một lời khen hay là làm cho mình chạnh lòng đây. Em định hỏi là ủa vậy thì từ nay trở đi là em không được sang chảnh đúng không chị? Sang chảnh là trong event, còn người người nói là nhân vật rồi này kia, thì em những cái gì mà giống như là em đã trải qua cái cuộc sống của em và em hiểu được những người đó là sẽ như thế nào, và thật ra là lúc đó em không cần phải diễn, em hiểu được tâm tư của mọi người cho nên em thể hiện rất tốt. Thì mọi người nhận định vậy đó. Không, em nghĩ là đối với em nghĩ là em vui á chị. Nó cũng là thành quả mà mình quan sát để mà mình có hội tụ được những cái cảm xúc như vậy. Giống như là khi mà em đi ra ngoài đường hoặc là em làm việc với một bất kỳ ai á, ví dụ một ekip làm phim đi, em thấy là các anh thiết kế rất là cực. Có thể là lúc đó là cái cảm xúc mà đạo diễn cần lúc đó là em tâm trạng chẳng hạn. Nhưng mà lúc đó là em đang rất là thích cái vai diễn của mình, em sẽ không có được cái tâm trạng đó. Nhưng mà khi mà em nhìn các anh thiết kế rất là cực nhọc, phun lá hoặc là làm cái gì đó nó rất là cực để mà làm được những cái hành động đó cho mình á, mình cảm thấy rất là thương. Và mình muốn là mình kiểu cái thương của mình dành cho các anh á, là mình đặt cái cảm xúc vào luôn. Em nhớ là có một lần em đi bấm một cái bộ phim khác, nhưng mà bộ phim đó là chưa có ra mắt. Thì lúc đó là quay cái cảnh trời mưa, ai cũng lạnh hết, mà ở một cái dòng nước rất là lớn, và các anh thiết kế chạy tới chạy lui, xong có một anh là bị rách tay luôn, nhưng mà anh không quan tâm cái vết thương của mình. Cái xong tự nhiên em ngồi khóc luôn. Em cảm giác là chắc các anh này, vợ của anh hoặc là con của anh mà được dùng những cái đồng tiền mà anh kiếm ra chắc là hạnh phúc lắm. Phải biết cảm ơn những cái lúc mà kiểu như anh ở ngoài set này này,
ảnh rất là cực nhọc để làm được và có được những cái đồng tiền đó. Cái xong mình rất là xúc động. Và em á, luôn là cái người như vậy á. Ví dụ em đi ra đâu á, em sẽ giống như là sẽ quan sát theo cái kiểu như vậy. Đôi khi mình nghĩ mình OCD nhiều quá luôn á, tức là mình sẽ phân tích rất là nhiều và mình cảm giác là muốn cảm nhận cái công việc của người ta nhiều hơn. Ví dụ như là khi mà em đi taxi, em ra sân bay thôi, em sẽ suy nghĩ là mình nên bo cho người ta bao nhiêu là phù hợp. Để mà đón được mình chắc người ta phải đợi một cái khoảng thời gian rất là dài. Xong rồi chở mình chở mình gần quá thì người ta không đủ được vốn của họ. Đấy, mình sẽ bị suy nghĩ nhiều và áp đặt là nếu mà mình làm cái công việc đó mình sẽ như thế nào. Hoặc là mình thấy các chú bảo vệ đứng ngoài nắng rồi ăn cơm, cái xong mình tưởng tượng ôi nếu mà mình không làm việc tốt, mình không thể giúp được cho ba mẹ của mình, lỡ đâu ba mình sau này cũng làm cái công việc như này, ôi không được, mình phải cố gắng làm thật là tốt. Xong tất cả những cái công việc ai đó làm, mình cứ cảm giác là mình sẽ cảm nhận bằng cái cảm xúc nhiều nhất đối với họ. Nên là khi mà vào những cái cảnh giống như chị nói cực khổ thì em cảm nhận rất là nhanh. Một phần là mình cũng đã từng sống như vậy. Thứ hai là mình cứ hay quan sát cái công việc xung quanh của mọi người. Có thể là trong một cái bối cảnh rất là vui đó, mình sẽ vô tình quan sát những cái gì đó nó hơi lặng một tí ở trong cái khung hình đó. Ví dụ như là trong một cái bữa tiệc chẳng hạn, thì có một cái chị phục vụ vô tình làm đổ nước lên một cái người nào đó, nhưng mà vị khách đó khó chịu. Cái mình thấy, ôi cảm thấy thương cái chị phục vụ này quá. Chỉ một cái ly nước đổ vào người khách đó mà bị la, chắc là về cũng áy náy. Cái mình bắt đầu suy nghĩ là họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Đấy, xong rồi mình suy nghĩ rất là nhiều đến cái chuyện đó. Nên là làm những cái công việc, tất cả mọi thứ mình cứ nghĩ đến những cái câu chuyện đó để mà mình áp vào cái vai diễn mà mình diễn. Dạ. Thì chị có nghe những người mà tiếp cận với em nhiều, họ nói là nhìn đóng bỏ ngoài kép á, nhìn hen những cái chỗ này chỗ kia nói chuyện vui, không có kiểu như là không có đề phòng ai như em chia sẻ lúc đầu á, đôi khi đóng bỏ ngoài kép là sờ lên xíu cho vui. Nhưng mà thật ra hen là một người rất là nhiều cảm xúc, mà chị muốn hen mà có cảm xúc là không khó đâu. Chị hỏi về gia đình, về ông của hen là một hồi hen khóc cho chị coi, tại vì hen cảm xúc rất là dạt dào và khi nhắc đến tình cảm gia đình về người ông của mình. Dạ đúng đây. Rồi. Nhưng mà chị thì lại không muốn là, tức là từ trước giờ chị rất là sợ khóc, tại vì chị vốn dĩ là một người cũng rất là dễ khóc. Mà nếu mà chị hỏi em khóc là chị khóc theo á. Mà vậy thì không được. Chị muốn cái mood nó vui một chút xíu, mặc dù mình biết là cũng cần những cái đoạn mà lắng lại. Nhưng mà thôi, có thể đó là một cái môi trường nào khác chứ không phải là môi trường của ngày hôm nay. Thành ra là muốn hỏi chuyện khác kìa. Hồi trước á, là khi mà em để tóc ngắn á, mọi người lúc đầu là có phản ứng. Chị thấy rõ ràng á, là mọi người có nói là sao hen để tóc đó nhìn không có đẹp cho lắm. Cái hồi mà em mới đăng quang đó, cái thời đó đó. Cái xong á, là mọi người nhìn thời gian mọi người nói ôi tính ra là hen để tóc ngắn rất đẹp á mọi người. Thì chị cũng không biết là đẹp hay không đẹp. Xong sau này khi mà em để tóc dài thì mọi người nói ủa tóc ngắn của hen quá đẹp luôn, tại sao hen lại để tóc dài như vậy. Xong người khác nói đâu để tóc dài vậy mới có chớp về mỹ phẩm rồi quảng cáo dầu gội đầu rồi chứ. Thì thật sự là sao hen á. Đúng là kiểu như là mình vẫn còn suy nghĩ rất nhiều đến cái gọi là cái chuyện mà kiếm tiền. Nếu một cái người mà đó mà có điều kiện và họ vào trong showbiz hoặc là thi các cuộc thi hoa hậu để mọi người biết nhiều hơn, họ được làm các dự án cộng đồng và về phát triển business của họ thì hình ảnh nào với họ cũng sẽ phù hợp hết. Đúng, rõ ràng em là người sẽ áp lực kinh tế nhiều hơn, tại vì em còn lo cho gia đình hoặc là làm các dự án của em buộc là phải có nhiều hợp đồng thì em mới làm được. Thì đúng, trong cái thời điểm mà em đang để tóc ngắn bình thường, tự nhiên lại khách hàng lại đưa một cái concept cho team của em là tóc dài rồi tóc thẳng rồi nhiều cái kiểu tóc khác nhau. Xong mình thấy ủa là mọi người thích mình tóc dài hả? Thôi bây giờ nếu mà mình phải kiếm tiền, phải nhận những cái job này, ôi chắc chắn là thôi mình cũng thay đổi, dù gì là từ cái hình ảnh tóc ngắn nó quá quen thuộc và đôi khi á là nó cũng là một cái hình ảnh mà gọi là em được nhận diện nhiều nhất. Đôi khi mình cũng liều mình xem là làm cái hình ảnh khác mọi người có chấp nhận hay không.
Rồi bắt đầu là mình bắt đầu thay đổi layout, mọi người dùng cho em nhiều cái phím tóc giả nhiều hơn, hoặc thậm chí là đổi nguyên một đầu giả luôn. Xong rồi thay đổi nhiều cái màu tóc thì mọi người có nhiều cái layout lại thấy wow. Xong mọi người bắt đầu đón nhận từ từ. Nên là tới thời điểm hiện tại là khi mà để tóc dài thì rõ ràng là công việc thuận lợi hơn, tốt hơn, mọi người thích hơn. Mọi người sẽ đưa ra rất là nhiều layout khác nhau phù hợp với lại tính chất và cái câu chuyện hoặc là ý nghĩa mà nhãn hàng muốn truyền tải trong một cái concept nào đó. Nếu mà em chỉ để một cái kiểu tóc ngắn là chỉ đơn giản đúng vuốt keo như vậy thôi. Dạ. À, mình nói thực tế chút xíu là tóc dài là nhiều chớp hơn. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi chị. Ví dụ như là trong cái thời điểm 2 năm em đăng quang, em ký khoảng tầm được mười mấy thôi, nhưng mà sau này thì em ký được nhiều hơn. Và mỗi lần mà chụp hình mọi người đưa rất là nhiều layout và concept khác nhau, và nó đúng với em hơn hay sao á, giống như là luôn luôn biến đổi á. Dạ. Không, thật ra tóc dài khi mình tạo kiểu tóc nhiều thì mình mặc nhiều đồ đẹp hơn. Tại tóc ngắn thật ra nó cũng chỉ phù hợp với một số loại trang phục thôi. Đó, mà nhất là dưỡng tóc nè, gội đầu rồi vào gội rồi cái này cái kia, mà tóc ngắn thì làm sao mà thấy nó bồng bềnh được, đúng không? Thôi hợp lý, không có sao hết trơn á. Là nhưng mà cá nhân em á, em nhìn mình trong gương em thấy là tóc ngắn hay tóc dài em thích hơn? Em cũng là một người sẽ thay đổi liên tục đó chị. Nên là khi mà em để tóc ngắn thì trong sau một cái thời gian là em sẽ thấy là không có gì để thay đổi hết. Nhưng mà khi mình để tóc dài thì em có thể thay đổi nhiều kiểu tóc khác nhau. Thậm chí là khi tối ngày nào mà mình rất là buồn ngủ, chỉ cần mình cột tóc lên là cái mặt hay là cái cơ mặt của mình được kéo xếch lên hết, nhìn mình vẫn tươi tỉnh. Còn nếu mà tóc ngắn thì không ai giúp mình làm cái chuyện đó được. Nên là em nghĩ làm thích cả hai. Em thích cả hai. Quay trở lại cái câu hỏi nãy, cái phần trả lời của em có nói là em 57kg rồi, xong rồi em tham gia Chị Đẹp và em giảm xuống còn có 50kg. Thì chị cũng, mặc dù là chị biết em là một người rất là siêng năng tập luyện, nhưng mà chị cũng cảm thấy hơi bất ngờ một chút xíu khi em nói là em 57kg. 57kg là rất đẹp, nhất là với một người mà cơ không á nha, và với chiều cao như Hen. Nhưng mà đối với không ít người nha, chị biết là các bạn cao hơn em nữa. Mà có 40-something kg à. Đúng rồi. Đấy, thì thành ra là chị muốn hỏi Hen một chút xíu, tại vì body của Hen là rất đẹp. Muốn chia sẻ thêm mọi người là để cái số ký đó mà nhìn với bên ngoài mình nhìn rất là mỏng manh, rất là người ta nói xịn mềm á, thì em tập luyện vất vả cỡ nào? Em thì giống như chị nói là cả nhiều bạn model á, khi mà em đứng với các bạn em vẫn thấy em mập. Em vẫn luôn thấy là mình mập so với các bạn. Đúng là các bạn rất là ốm luôn. Nhưng mà với yếu tố cái công việc của em thì em hợp với hình thể là đầy đặn hơn. Đầy đặn ở đây là cái người dày cơm hơn, dày cơ hơn. Và tất cả mọi thứ nó đang là real hết. Nên là cái việc mà em suy nghĩ và định hình là mình phải luôn luôn có một cái hình thể săn chắc là một cái yếu tố đối với em. Em nghĩ là giống như là nó song hành với em luôn. Nên là cái việc mà tập luyện với em rất là kỹ. Ví dụ như là nếu một cái ngày cuối tuần nào đó mà em không có gì làm, không có job, em sẽ đưa cháu em đi xem phim, đi chơi, và xong sau đó là em sẽ đi vào phòng gym. Có thể là em ở phòng gym từ 3 tới 5 tiếng luôn. Em có thể là tập, nhưng mà lúc đó là mình sẽ không tập ép. Giống như là khi mà mình không có nhiều thời gian, mình sẽ ép mình tập liên tục rất là nhanh và tra tấn nhiều hơn. Nhưng mà khi những cái lúc mà mình có nhiều thời gian, mình sẽ tập thoải mái hơn. Ví dụ như là mới đầu mình đi vào mình chạy bộ, xong mình đi tập những cái bài khác, mình tập cho vòng 3 của mình. Mình có thể là leo thang hoặc là những cái bài mà tất cả những cái máy mà ở trong phòng gym á, nó đều có cái điều tốt cho cái cơ của mình. Nhưng mà mình phải biết cảm nhận. Thì mình có thời gian mình sẽ tập chậm hơn và dùng hết tất cả các máy ở đó. Xong bắt đầu là mình sẽ tập cho tay, rồi tập cho bụng, rồi tập cho đùi, rồi tập cho vòng 3. Rồi mình tập đấy hết thời gian, xong sau đó đi tắm rửa, xong hơi rồi đi về. Em thấy những cái ngày mà giải trí và vui nhất và cảm xúc nhất của mình là lúc mà ở phòng gym. Và em thích dành thời gian như vậy. Còn nếu mà em không có thì nhiều thời gian á, ví dụ như ngày hôm nay em sẽ dậy để gấp bụng ở tại nhà trước khi em tới gặp chị ngày hôm nay.
Còn những cái lúc mà ví dụ như sẽ có những cái ngày mà break được khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng thì em sẽ lên phòng gym tập 1 tiếng, 2 tiếng thì vẫn có kèm bài chạy bộ và những cái bài tập chia ra từng ngày. Ví dụ nếu hôm nay em tập tay rồi thì mai em tập bụng, mốt em tập vòng 3. Còn nếu có nhiều thời gian là một ngày em tập hết luôn, tập hết tất cả các bài trên cái bộ phận của mình. Nhưng mà em thấy là khi mà em tập nhiều như vậy á, cái shape người của em rất là đẹp, mặc dù em ít khoe thôi. Nhưng mà tự cảm nhận của mình là cái shape người của mình khi mà mình tập nhiều, cái shape rất là đẹp luôn. Không, em không cần phải tự khoe, tại vì em mặc đồ hay nãy kia trong những cái event là nhìn là phải body như thế nào nó mới đẹp như vậy được rồi. Và đặc biệt là những người mà hay tập luyện đó, người ta nhìn vô là người ta biết. Bây giờ tóm lại bao nhiêu phần trăm mỡ? À, chưa đo chị. Nhưng mà gần đây nhất là bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ là cỡ nếu mà cân ra mỡ phần trăm mỡ hay phần trăm cơ hả chị? Tỷ lệ phần trăm mỡ chứ. Tỷ lệ phần trăm mỡ nếu mà đo ra ký mà in body ở trong phòng gym á, là khoảng tầm 10-11 ký, đổi ra là khoảng tầm 18-19%. Dạ. 18 phần 10. Thật ra là cái chuẩn mà mình thấy là đẹp á, là dưới 25%. Dạ. Mà cỡ chừng 22% là ngon lắm rồi. Dạ. Thành ra mà cỡ 18-19 là là khá ngon đó. Nhưng mà em hiện tại thì chưa có hài lòng lắm, tại vì trong cái thời gian vừa rồi em đi nhiều á, xong rồi em không cân bằng được cái việc ăn và việc tập, nên là em có cảm giác là cái mỡ mình lên hơi nhiều một tí. Khi mà em đưa cái số đó cho PT của em á, thì ảnh có chia sẻ là em phải tập nhiều hơn cái phần thân của mình để mà khô hơn. Tại vì hiện tại thì ảnh nghĩ là khi mà em đưa á, thì ảnh cũng giống như mọi người á, ôi chỉ số đẹp quá. Nhưng mà em hỏi tiếp theo là thế cái chỉ số này em phải cần thay đổi cái gì để mà đẹp hơn hả anh? Tức là mình có nhu cầu muốn phải đẹp hơn thì anh bảo là em phải siết khô cái phần thân, giảm lại cái mỡ ở phần đó và tăng phần cơ, thì buộc là em phải tập và ăn uống đầy đủ hơn. Nhưng mà thật ra là khi mà bổ sung cơ giảm mỡ thì cái thực đơn ăn nó cũng bắt buộc là sẽ phải cam go. Cam go đó. Thì cho mạn phép hỏi là bây giờ thực đơn mỗi ngày của Hen như thế nào? Em thấy là em ăn cũng đơn giản, nhưng mà sẽ đủ những cái lượng mà giống như là PT chia sẻ. Ví dụ như là bây giờ là em cắt gia vị đi. Tức là cách gia vị ở đây là em vẫn ăn nhưng mà chấm thôi, chứ em không có nấu cái gia vị đó chung với món. Ví dụ như hồi trước em thích ăn thịt kho chẳng hạn, hoặc là cá kho, nhưng mà bây giờ em không ăn những cái món đó nữa, mà em đổi thành luộc hấp hết rồi làm nước chấm để mà em chấm. Chị ăn xong mà ngon lắm, chị sẽ cảm nhận được vị thật của tất cả các món ăn. Chị sẽ cảm nhận được vị thật của rau, vị thật của cà rốt, súp lơ, rồi chị sẽ cảm nhận được vị thật của rau xanh, xong rồi chị sẽ cảm nhận được vị thật của gà, của cá. Em ăn xong em bị mê những cái món ăn như vậy đó. Xong rồi em uống đủ nước, rồi em tập nhiều thì em cảm thấy là cái body siết rất là nhanh. Và cái quan trọng hơn hết là giảm ngọt này, giảm gia vị, thì cái người mình rất là xuống rất là nhanh và giữ được cái hình thể. Nói chung là em đã đạt đến một cái cảnh giới khác rồi. Cảnh giới. Em giác ngộ rồi. Chị chưa có giác ngộ được. Tại vì rất là bao nhiêu món ngon ngoài kia mà em. Dạ em cũng ăn hết tất cả những món ngon đó. Nhưng mà em sẽ chọn lọc. Mình vẫn muốn duy trì trong cuộc đời của mình. Mình vẫn hàng ngày ăn những cái món đó. Còn bây giờ em đã đạt đến cái cảnh giới là bây giờ những cái món mà em rất thích giờ em không ăn nữa. Em là chuyển qua ăn những cái khác rồi. Nhưng mà do rõ ràng là em vẫn ăn được cái nguyên liệu đó. Ví dụ như là nhưng mà thay đổi cái cách nấu thôi. Nhưng mà không thể nào mà em luộc một miếng thịt heo xong rồi em chấm với muối tiêu xong là em nghĩ đó là món thịt kho tàu được em. Dĩ nhiên như vậy là không có như vậy. Ví dụ như là mình sẽ suy nghĩ rằng là khi mình ăn thịt gà, mình sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt gà chẳng hạn. Em sẽ cảm nhận theo cái kiểu góc độ như vậy, nhưng mà mình sẽ không có tưởng tượng nhiều món khác. Nhưng mà em nghĩ là nó cũng một phần là cơ duyên của em á. Ví dụ như hồi xưa là em chỉ ăn những món cà đắng, lá mì. Khi bắt đầu vào thành phố em mới được ăn những món kho như vậy, và mình cảm giác rất là thích. Nên là khi bây giờ quay lại mình không được ăn nhiều những cái món kho đó nữa, mình lại chuyển qua ăn luộc hấp.
thì nó vẫn phù hợp, vẫn kiểm soát và cảm nhận được cái món ăn. Nhưng mà rất là nhiều người chia sẻ với em khi mà ăn mà giảm gia vị á, mọi người cảm nhận được cái ngon của đồ tự nhiên á, xong mọi người bắt đầu cảm giác rất là thích và người nó nhẹ nhàng hơn. Dạ. Thì chị mới nói là đó là những người cùng nói chung là cùng đạt cảnh giới giống như em. Nhưng mà có một điều là mọi người hay cắt tinh bột, em thì không có cắt. Ý là em vẫn ăn cơm bình thường, giống như chị mà xem những cái video hay là vlog của em mà làm những cái món ăn á, là em vẫn ăn cơm rất là nhiều, có thể là một chén, hai chén, hoặc là thậm chí là một tô cơm, thì em vẫn dành ăn những cái món cơm đó. Thực ra là cơm đâu có calo nhiều, calo nó nằm trong chiên, xào, rồi dầu mỡ, rồi này kia, đường này kia thôi. Nhưng mà người ta hay nói làm sao hen? Người ta nói là thở thôi cũng mập á, nhưng mà thiệt ra thở đâu có mập ha, ăn mới mập phải không? Kinh nghiệm mà bây giờ nó trời không có làm gì hết mà mập là xạo đúng không? Em cũng không biết nữa, nhưng mà có những cái lúc mà em nhận định điều này nó cũng hơi tương tự, hơi đúng đúng á chị. Ví dụ như là có những lúc là em sẽ ăn rất là ít, ăn chỉ một ngày hai bữa thôi, nhưng mà trong bữa đó em nào là uống nước ngọt và uống kiểu như mọi thứ đều một ít hết, nhưng mà đồ ăn mình nạp vô là nó không phải là những cái đồ ăn mà kiểu nó không được cân bằng lắm ấy. Ví dụ như là khi mà em một ngày uống đủ 2 lít nước và ăn những cái món ăn đó, thậm chí nó rất là nhiều luôn, nhưng mà em lại không tăng cân, so với cái việc mà em ăn rất là ít, ngủ không đúng giờ, rồi uống thêm nước ngọt, rồi nước lọc thì uống không đủ, thì tự nhiên mình cảm giác mình ăn rất là ít, ngủ còn không đủ nữa, đáng lẽ là mình phải xuống cân, nhưng mà thực chất thì nó lại tăng cân và nó hơi nhão nhão cái người của mình. Đúng rồi. Dạ, em nghĩ là nó không trao đổi chất, và bao nhiêu thứ đó mình ăn nó tích lũy, thậm chí là nó làm cho những cái đó nó trở nên, nó động vào người của mình á. Thì chị có hỏi PT, chị nói là cho chị vô sự kiện event đó, có mấy cái bánh nhỏ nhỏ vuông vuông mà bánh sô-cô-la rồi này kia, vuông cỡ này là mọi người để sẵn á, nó nhỏ xíu vậy, chị nói chị ăn nó ngon quá, chị ăn hai miếng, nó nói là chị hai miếng gần 1000 calo rồi đó chị. Ủa trời, là chưa thấm gì luôn á, nếu một ngày là chị ăn phải 80 miếng như vậy mà nó hai miếng 1000 calo. Vậy PT chị có ép chị không? Ép là được, ép tập ạ. Ép mà được à? Tại vì chị vẫn mê ăn thôi. Thôi nói chung là em còn nhớ là có một lần là em ăn một trái sầu riêng, là lúc đó em về quê. Em nói em đi lên, em nói là PT em hay hỏi một câu là hôm qua ăn cái gì, thì em nói là hôm qua em ăn một cái trái sầu riêng, trời ngon một lắm. Một trái hay một muối em? Một trái, nhưng mà trái nó nhỏ thôi chị ạ, tầm 1,5 kg hoặc là 2 kg thôi. Nhưng mà em ăn hết luôn. Cái xong PT bảo là đi vô tập. Ép em tập quá trời luôn. Ví dụ như là squat bình thường là em làm 20 cái đi, nhưng một step mà ảnh làm khi mà em ăn sầu riêng á, một step ảnh cho anh làm 30 cái luôn. Xong là tất cả mọi thứ đều được tăng lên hết. Xong anh nói ăn đi, lộn, tập đi, sầu riêng kìa, sầu riêng kìa, sầu riêng kìa, sầu riêng kìa. Vì thì em rất là khó tính và rất là kỹ, nhưng mà em cũng lâu lâu á, khi mà em muốn đạt đến một cái hình thể như thế nào á, em lại làm khó BTM. Ví dụ đưa các thông số là em hỏi là cái thông số này em phải làm gì để đạt được, hoặc là giảm nó đi, hoặc là tăng nó lên, thì PT lại chia sẻ. Nhưng mà có những lúc em ăn bậy á, anh không có thích. Là bắt đầu ảnh là cái người ép em lại. Nên là em thấy có cái sự cân bằng. Bây giờ là thấy món ngon là chuẩn bị đưa lên miệng, là cái mặt PT nó trước mắt mình đúng không? Cũng không có áp lực đến như vậy. Nhưng mà ví dụ như là mình ăn phải đủ chất. Ảnh luôn khuyên em là vẫn phải ăn cơm, là vẫn phải ăn đủ protein, vẫn trong ngày là vẫn phải có trái cây, vẫn phải đầy đủ. Không mà thật ra em làm vậy thì mới khỏe, cho nên là chị thấy cái sự khỏe của em bằng cái việc là em lên rừng xuống biển quá là dữ, dạo này đi trồng rừng trồng cây rồi làm tùm lum thứ đúng không, cái đó là phải bắt buộc phải có sức khỏe nhiều nha. Em thấy là trộm vía là em cũng khỏe khỏe, giống như là một tháng nay là em cảm giác như, giống như là em đã làm được 3-4 tháng rồi á. Khi mà đầu tháng là em đang ở nước ngoài em chỉ ở đúng có 5 ngày thôi, nhưng mà thời tiết rất lạnh, nhưng mà đi làm việc mà liên tục mỗi ngày là mình phải di chuyển chỗ này rồi quay chỗ này quay chỗ kia, xong khi mà về lại Việt Nam là em không có thời gian nào mà ngủ nướng hoặc là jet lag,
là phải đi làm liền luôn, đi event, xong đi event xong là đi trồng cây khu này, đi trồng cây khu kia, rồi di chuyển đến tỉnh này, di chuyển đến tỉnh kia. Chỉ trong một tháng thôi mà em cảm nhận là nó đã trải qua 3-4 tháng gì đó. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình làm liên tục, nhưng mà may mắn quá em không có bị cảm hoặc là bị bệnh hoặc là khó chịu. Nhưng mà nó hơi khó tập trung, tại vì tất cả các sự kiện, ví dụ như sự kiện ngày hôm nay em nói về động vật hoang dã, cái sự kiện ngày mai em nói về trẻ em, thì cái kiến thức đôi khi nó bị lộn xộn nó bị lộn xộn á. Đôi khi mình nói là mình đang nói rất là cảm xúc về về thiên nhiên, tại vì trong cái thời gian mà mình đi trồng rừng rồi nói về động vật hoang dã, mình rất là nhiều cái cảm xúc, mình nói dễ, xong chuyển qua mình đi tham gia các dự án khác, hoặc là vừa rồi em tham gia về biên giới chẳng hạn. Bình thường nó cũng là rất là nhiều cái câu chuyện, nhưng mà trong một cái ngày mà thay đổi như vậy á, làm em phải hơi kiểu nó do di chuyển nhiều á, nó không có thể tập trung, nhưng mà trộm vía là nó cũng ổn. Nhờ em nói vậy chị mới nhớ là cái bộ ảnh mà chụp dưới tuyết của em, trời nó viral, nó tạo nên một cái giống như là một cái trào lưu thì không đúng, nhưng mà tức là mọi người muốn làm theo cái concept đó. Em nghĩ là làm được á chị. Lạnh lắm không? Thời tiết ngày hôm đó chắc cũng phải khoảng âm 10 độ. Trời. Dạ. Nhưng mà mặc bikini em giữa, mặc trời, bikini tuyết. Giữa trời tuyết. Nó cũng đơn giản, ví dụ như là cái khách sạn mình ở đây, mình chạy ra khoảng tầm như là 50m hoặc là 20m thôi, chạy ra ngoài rồi chúng bập đi vô lại. Nói chung là chắc em nghĩ là em ở ngoài trời tầm 5 phút thôi à, không có nhiều thời gian. Ủa nhìn hình rất ạt nha. Tại vì bạn em đã đánh đèn sẵn rồi á. Tại vì lúc đầu là em muốn chụp cái tấm hình đó vào buổi sáng, nhưng mà do cái thời tiết thời điểm em đi á là Phần Lan không có nắng nhiều. Xong rồi nên là em mới đánh đèn, xong bạn em chụp và em đi qua đi lại, đi tới đi lui. Xong đấy, chắc ảnh bấm chắc cũng được 100 tấm nhưng mà lấy được 3 tấm. Nhưng mà tấm lại là cơ nhiều, thành ra cũng không có thấy lạnh lắm hả? Dạ, tại vì trước đó là em có tham gia cái sauna, là cái kiểu là đi vào sông hơi rồi lăn tuyết, đi vào sông hơi rồi lăn tuyết á. Nên là lúc mà em chạy ra chụp hình em thấy nó cũng không quá lạnh giống như cái kiểu hồi trước. Nhưng mà ví dụ như hồi trước khi mình sức khỏe mình hơi yếu á, mình sẽ cảm giác hơi lạnh. Nhưng mà khi mà trong người của mình khỏe á, mình sẽ cảm giác là nó không quá lạnh. Với lại là cái cách mình tắm nữa, ví dụ như là chị tắm nước nóng xong chị xả lại nước lạnh, và nước lạnh là cái nước cuối cùng, thì mình quen cái nhịp đó, nên là khi mà ra ngoài tuyết khoảng tầm 5 phút như vậy á, em thấy nó không quá run bần bật giống như kỳ trước. Hèn chi là hình ảnh mình không biết là thực tế lúc đó như thế nào mà sao mà tươi rói quá. Tưởng là phải run cầm cập về phải photoshop nhiều lắm. Nhưng mà thật ra thần thái, cho nên là chị nghĩ là em không có thấy lạnh. Cho nên mới có được những cái hình ảnh đó. Và nãy em có nói về cái chuyện mà đi rừng, đi núi, trồng rừng được cái này cái kia. Và cách đây không lâu chị có xem được cái MV mà ngừng ăn thịt thú rừng. Đúng rồi. Nhảy múa hát đồ tùm lum. Thì cái đó là một cái chiến dịch lâu dài hay là chỉ có một cái sản phẩm đơn lẻ như vậy thôi? Đó là chiến dịch của WWF. Thì mỗi năm WWF đều làm những cái chiến dịch khác nhau để bảo vệ động vật hoang dã tùy theo content của từng năm. Thì năm nay là WWF vẫn làm tiếp với anh Quang Đăng. Thì anh Quang Đăng cũng có chia sẻ là mời các chị đẹp khác. Xong nhiều chị đẹp thì không có nhận lời. Xong rồi khi mà mời em thì em cũng rất là kiểu như là tham gia mà đồng hành, chia sẻ, lan tỏa những thông điệp thì em sẽ rất là dễ để mà nhận. Nhưng mà anh Quang Đăng bảo là sẽ có phần nhảy nữa và hát nữa. Xong mình sẽ hát chính luôn. Thì lúc đó em hơi nghi ngờ một chút. Nhưng mà mình nghĩ là cái thông điệp này mình đã đồng hành và cũng đã làm được mấy năm rồi, mình nghĩ là mình sẽ có cách khác nhau để mà truyền tải thông điệp, ngoài cái việc mà mình post những cái status hoặc là chụp những tấm hình, thì bên cạnh đó sử dụng âm nhạc hoặc là nhảy múa để mà kết nối với mọi người, hoặc thậm chí là giúp cho các bạn trẻ dễ chạm hơn. Nên là lý do là em nhận. Và em nghĩ đó là dự án thường xuyên, thường niên của WWF, tùy theo cái mỗi năm họ sẽ làm như thế nào thôi. Và những cái hoạt động đó thì nó chỉ là một cái bộc phát là cho cái chiến dịch đó thôi hay như thế nào? Tại vì bản thân chị nghĩ là
mọi người cũng khi mà nhắc đến hen á thì yeah. mọi người biết những cái điều đó rồi, cái hình yeah. ảnh hen xây dựng rất là xuyên suốt từ đầu đến giờ. Yeah. À, nhắc đến hen là người ta nghĩ như thế nào, nhưng mà các bạn á bây giờ luôn định hình mình bằng những cái series hoặc là những cái gì đó để cho nó mang tính chuyên nghiệp hơn, quy mô hơn, và yeah. người ta có điều kiện mà theo dõi mình nó sâu sát hơn. Yeah. Tất cả những cái hoạt động xã hội á, là hồi trước là em đều nhận lời tham gia hết, miễn là những cái hoạt động đó nó có ích cho cộng đồng hoặc là truyền tải một cái thông điệp gì đó. Thì em đã tham gia cái dự án bảo vệ động vật hoang dã hoặc là ngừng ăn thịt thú rừng từ cái lúc mà thời điểm em đăng quang. Hồi đó là em có dự event rồi chia sẻ thông điệp rồi chụp hình poster với nhiều tổ chức khác nhau. Thì em kiểu như mình đã thấm nhuần và hiểu được rất là nhiều kiến thức khác nhau, nên là khi mà nhận lời mời của mọi người, của tổ chức á, là mình sẵn sàng. Giống như là có thể là nó là tổ chức khác nhau thôi, nhưng mà thông điệp hay cái điều mà cần nó đều giống nhau hết. Hồi trước á, lúc mà khi mà em cũng hay kể những cái câu chuyện liên quan đến buôn làng của mình dành cho tất cả mọi người, giống như là hồi trước khi mà không biết nhiều về kiến thức về bảo vệ động vật hoang dã thì mọi người nói về ví dụ như là sử dụng ngà voi mang đến may mắn, hay là lông voi, hay là ví dụ như là các bà mẹ bỉm sữa là hay dùng nấu tê tê, vỏ tê, vảy tê tê chẳng hạn. Lúc đó là mình nghĩ chắc là nó cũng tốt thật. Nhưng mà khi mà mình tham gia với các anh chị thì mình mới biết rất là nhiều thông điệp, thậm chí thứ nhất là nó không có một cái nền tảng khoa học nào cả, rồi nó là nhận định truyền miệng của mỗi người hoặc là nhu cầu bán của người đó dẫn đến người mua tăng lên và họ lại săn bắt động vật hoang dã nhiều hơn. Thì mình thấy rõ ràng là từ cái mấu chốt đó và hiểu được nhiều hơn về động vật hoang dã, và trong một cái hệ sinh thái đa dạng sinh học, nếu mà khuyết đi một cái gì đó nó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đến tự nhiên rất là lớn. Và nó connect hết tất cả những cái thứ mà em đang làm. Em làm về chẳng hạn như dự án trồng rừng, em cũng muốn đa dạng sinh học, rồi bảo vệ động vật hoang dã. Nói chung tất cả mọi thứ em thấy là nó đều đúng những cái mình thích và cái mà mình muốn truyền tải. Bên cạnh đó mình cũng muốn đóng góp những cái vai trò hoặc là tiếng nói của mình dành cho cái môi trường sống của mình. Vậy mình có làm series về nó không? Sắp tới thì cũng có một cái series về du lịch bền vững, cũng nói về không ăn thịt thú rừng khi mà đi du lịch, và muốn truyền tải nhiều người hơn về thông điệp khi mà mình đi vào các vườn quốc gia chẳng hạn, mình sẽ biết cách để bảo vệ động vật hoang dã. Tại vì cũng có rất là nhiều câu chuyện, ví dụ như là khi mọi người đi vào rừng, mọi người thường hay nghĩ là mình sẽ ăn thịt rừng, ăn thịt này thịt kia, hoặc là nhiều nhà hàng ở tại các thành phố lớn họ vẫn có những cái loại thịt rừng, thậm chí là thịt động vật hoang dã, những động vật quý hiếm mà nằm trong sách đỏ hoặc là bảo tồn, nhưng mà mọi người lại không biết được chuyện đó. Khi mà mình tham gia với các anh chị ấy, mình mới biết và cần lên tiếng nói của mình để mà chia sẻ. Và cũng có những cái story sắp tới là sẽ vẫn có một cái dự án em tham gia với một anh có thể là chưa bật mí, nhưng mà cũng đóng một cái vai trò truyền tải về thông điệp về thiên nhiên. Nhưng mà kiểu như là có một cái loại thịt rừng nào đó hồi xưa em không biết rồi em ăn, rồi bây giờ mình ngưng ăn không? Em thì hồi đó là ở trong buôn, mà ở trong buôn thì hồi đó là đã làm rẫy hết rồi, nên là mình không có biết nhiều về thịt rừng hoặc là động vật hoang dã. Nhưng mà những người bạn của em ở trong sát rừng hơn á, thì có biết, ví dụ như là bạn em hay nói là ăn não khỉ thì giúp cho trẻ rất là thông minh và lanh lợi. Ủa thì mình cũng lúc đó em cũng tin và nghĩ là như vậy thật. Em nghĩ là như vậy, nhưng mà khi mà tham gia cùng với các anh chị mình hiểu là cái điều đó nó không đúng. Nhưng mà ở trong buôn em ngày xưa chị, là mọi người đi bán nào là mật gấu này, hoặc là hiện tại là đang nổi trội nhất là ngà voi. Mọi người bảo là đeo ngà voi là sẽ mang đến may mắn, thậm chí là ba em cũng được tặng luôn. Nhưng mà khi mà em làm với WWF hoặc là Y8 thì em mới hiểu rằng là làm những hành động đó là không tốt. Thì em về chia sẻ lại cho gia đình của em, người thân của em, mọi người, hoặc là các chú, các bác, rồi mọi người hiểu hơn. Rồi đôi khi là có những cái động vật hoang dã mọi người ngâm với rượu, mình đâu có biết, hoặc là có khoa, thậm chí là không có khoa học kiểm chứng là nó có tốt hay không, nhưng mà mọi người cứ nghĩ nó là tốt, chữa bệnh này chữa bệnh kia,
mọi người không kiểm chứng, không có một cơ sở khoa học nào chứng minh là uống cái đó là sẽ khỏe bệnh. Mọi người chỉ nghĩ như vậy thôi. Rồi mọi người truyền tay nhau hoặc là chia sẻ những điều đó và rất là nhiều người tin. Và nhất là những người mà ít được cập nhật những kiến thức, mọi người sẽ tin những cái chia sẻ đó của mọi người. Nên em rất là muốn tham gia nhiều dự án và biết nhiều kiến thức hơn để có thể chia sẻ. Và nhất là cho đồng bào của em được biết và lan tỏa những cái thông điệp để mọi người cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã hoặc là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng. Thật ra đó là những cái vấn đề còn tồn tại, cũng không phải là bây giờ hết đâu. Hồi xưa nó có mà bây giờ nó vẫn còn đó. Mà thật ra không phải là ở mỗi Việt Nam đâu. Chỉ thấy ở những cái quốc gia khác nó vẫn có như vậy. Cho nên là có những loài động vật đâu phải tự nhiên mà nó tuyệt chủng. Đúng rồi, người ta săn bắt đồ này kia nhiều. Giống như là mọi người đang nói về kỹ kỳ đại tuyệt chủng lần thứ 6 là do con người, thì đúng ra đúng thật là như vậy. Con người tác động quá nhiều làm cho nhiều động vật hoang dã giống như là gần mất đi, và nên là có những cái động vật hoang dã nằm trong bảo tồn hoặc là sách đỏ. Đó là cần cái sự chung tay. Có thể là em nghĩ đôi khi là giống như em, khi mà em không tham gia được với các anh chị là em sẽ không biết được những kiến thức đó, nhưng mà tham gia rồi em mới biết và em muốn lan tỏa. Và chị cũng rất là vui khi mà ngày càng có nhiều người như Hen. Ví dụ như là chị thấy Hà Anh Tuấn cũng rất là siêng năng trong những cái việc đó. Anh Hà Anh Tuấn cũng là một cái người em thấy rất là truyền cảm hứng về dự án trồng rừng. Em cảm thấy ảnh vừa giàu mà vừa làm được nhiều hoạt động xã hội và nhất là cho thiên nhiên. Đúng nghĩa con nhà người ta. Đúng vậy. Em cũng muốn là em làm được nhiều và giàu như anh Tuấn để làm được nhiều dự án hơn. Khi mà chị xem cái phim tài liệu Những Vết Thương Lành của Hà Anh Tuấn đó, thì có những cái câu chuyện mà Tuấn chia sẻ về những người mà vượt qua nghịch cảnh, về những cái vết thương ở trong cơ thể mình nó lành. Nó lành rồi nhưng mà nó vẫn ở đó đó. Và họ cách họ vượt qua như thế nào. Cũng có một anh mà bảo vệ các loài động vật quý hiếm đó. Anh chia sẻ cái câu chuyện cá nhân của anh mà vì sao anh dấn thân vào cái hành trình đó đó. Rồi Tuấn cũng đi theo với mọi người, rồi xem khóc quá chừng luôn. Thành ra chị nghĩ là nếu mà Hen có điều kiện á thì có những cái series như thế thì chị nghĩ là nhiều người cũng sẽ rất là thích đó. Đúng rồi. Khi mà em đăng á, thì mọi người bảo là thời điểm này làm gì có động vật hoang dã đâu mà ăn. Ai mà đi giết. Hoặc là mọi người sẽ nói như vậy, làm gì có. Nhưng mà mọi người đang ở một cái chưa bao giờ chạm hoặc là chưa thấy nên là không biết. Vẫn tồn tại vài những nhà hàng ở tại thành phố của mình luôn. Vẫn có những cái nhà hàng bán động vật hoang dã. Order món gì cũng có, con gì cũng có. Rồi trong cái thời điểm vừa rồi cũng có những người mà đi vào vườn quốc gia Cát Tiên để mà săn bắt động vật hoang dã, xong rồi gọi là tấn công lại các anh làm kiểm lâm. Mình sẽ không, nếu mà mình không đọc, không tiếp cận thì mình nghĩ là mình không có. Nhưng mà tồn tại vẫn có ở đó. Giống như việc mà khi mà em chia sẻ về nạn tảo hôn chẳng hạn, thì mọi người lại nói em tại sao vẫn cứ dùng những cái câu chuyện đó nói hoài vậy. Làm gì ai mà kết hôn ở cái tuổi 14, 15 vẫn. Nhưng mà khi mình đi vùng sâu, vùng xa, mình đi nhiều, mình gặp thì mình mới biết. Và mình càng ngày càng phải nói nhiều hơn. Thậm chí là cái thông điệp đó cần nói được nhiều hơn. Nó cần phải đưa ra ở các ủy ban để cho các bé giống như là biết được cái việc đó sai và không làm nữa. Nó phải cần kiểu mạnh hơn. Giống như gần đây nhất là em đi Lai Châu, thì em đi cái vùng sát biên giới luôn. Là ôi, gặp các bạn mà mới 22 tuổi, 19 tuổi là các bạn đã có 2 bé, 3 bé, 4 bé rồi. Là các bạn đã kết hôn từ năm 14, 15 tuổi. Trong khi đó cái câu chuyện của em là nó cách đây khoảng tầm chục năm về trước. Đúng là nghe là xa rồi, nhưng mà những cái vùng sâu, vùng xa họ vẫn còn như vậy. Và hiện tại trong buôn em cũng có một ca sớm nhất, kết hôn sớm nhất là bạn mới 10, 10, 15, 10, 14, 15 tuổi kết hôn rồi. Em nghe xong kêu
Sốc quá. Em tưởng là em đã truyền cảm hứng rồi chứ. Xong tự nhiên mình cảm thấy ừ, mình vẫn chưa làm được gì hết. Mình cần phải nói thông điệp này nhiều hơn, mình phải cần mạnh hơn, mình phải cần giỏi hơn để các em nhận thấy được cái sự tin tưởng và cái sự thay đổi của mình một cách rõ nét hơn. Đó, nên là hồi đó khi mà ai đó nói em như vậy em hơi chạnh lòng. Kiểu chạnh lòng ở đây là chắc là mình cũng bị cũ rồi, mình đang không có theo xu hướng của mọi người. Chắc là không có ai còn cái suy nghĩ là kết hôn ở cái tuổi 14, 15 nữa. Nhưng mà thực chất mình đi rồi, mình càng đi mình mới càng cảm thấy là ồ, những cái lời đó của mọi người nói mình giống như là họ nói để mình không làm nữa. Với lại trong cái môi trường sống khác nhau, người ta sẽ không nghĩ là ở bên ngoài nó như thế này. Nó như vậy, vâng ạ. Tại vì mới đây thì mọi người cũng biết là Hà Lệ Diễm có phim tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Xương. Theo dõi hành trình của bé đó làm được định sẵn sẽ như thế nào và cái quá trình bé đó phát triển bản thân ra sao và bây giờ như thế nào đó. Một em cái xem phim cũng phim được đánh giá rất là cao. Em xem phim những cô gái trong xương đó, em mới thấy là nó y chang em của cách đây ngày xưa. Sẽ không có ai khuyến khích cho cái việc đi học. Chỉ khuyến khích là kiểu đi học xong là đi làm phụ ba phụ mẹ, xong bắt đầu có ai đó crush rồi ngồi nói chuyện với nhau, rồi người này crush người kia crush, rồi thích anh này làng này, thích anh kia làng kia. Nói chung là giống như cái thời của em ngày xưa, mặc dù hồi xưa của em là không có điện thoại, nhưng mà mọi người theo kiểu là thích nhau, kiểu gửi thư cho nhau, nó y chang luôn. Xong rồi cuộc sống của mọi người là đi học, đúng cái giờ đó đi học thôi, còn buổi chiều là về phụ gia đình, buổi tối cũng phụ gia đình, chả có cái đụng đến sách vở cả. Thì nó giống, em xem phim đó em rất là xúc động luôn, xem từng đoạn là khóc từng đoạn, tại vì giống như là cái cuộc sống tuổi thơ của mình nó là như vậy. Ừ, mình nghĩ là hết rồi, nhưng mà rõ ràng ở các vùng sâu vùng xa vẫn còn. Nên là cái bộ phim đó của Diễm đối với em rất là thích. Em có kêu gọi mọi người mở thêm nhiều rạp khác và kêu gọi mọi người đi xem để thấy rõ được là ở vùng sâu vùng xa hay là vùng dân tộc thiểu số mọi người còn như vậy luôn. Thì cái phim đó nó cũng được vào hình như là vòng tuyển chọn của bên Oscar. Thì nói chung là vào sâu hơn thì không có, nhưng mà đạt được một cái vị trí như vậy chị thấy cũng rất là hiếm. Nhất là một cái tác phẩm tài liệu như vậy. Thôi bây giờ mình nói chuyện với fan đi. Mặc dù là chị có thể bắt em từ đây cho tới 12 tiếng nữa chị nói chuyện vẫn không hết. Nhưng mà bây giờ fan hồi nãy giờ nghe điện thoại chắc chờ em chắc cũng bị mỏi cái tai luôn rồi đó. Cứ cầm điện thoại nghe xuống rồi. Vâng, xin được trò chuyện với thính giả đầu dây bên kia. Alo. Dạ alo. Bạn ơi, bạn tên gì nè? Dạ em xin chào chị Hen, chị Kim Thanh và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đoàn Nhật Anh, hiện đang là sinh viên năm 3 khoa răng hàm mặt trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Wow. Trời ơi, răng hàm mặt luôn kìa. Cái răng cái tóc là gốc con người đó. Em vào đúng cái ngành gọi là chuẩn chỉnh và bây giờ hot dữ đó. Học tập qua năm 3 có vất vả gì không cưng? Dạ thì đó cũng là một trong những cái lý do mà em tham gia cái buổi giao lưu ngày hôm nay. Thì em có một số cái câu hỏi cũng như là một số cái thử thách muốn dành cho chị Hen á. Thì em xin do là chị hỏi về những cái khó khăn của em nên là em cũng hỏi luôn cái câu hỏi đầu tiên được không ạ? Hỏi đi em. Dạ, thì là một sinh viên bắt đầu vào năm gần như là kết thúc năm 3 rồi, nhưng mà thì em mới bắt đầu học vào những cái môn chuyên ngành của mình thôi. Thì cái lượng kiến thức mà em thu nhập vào á có thể là nó hơi lớn đối với em và em đang cảm thấy nó hơi mất cân bằng á. Thì theo chị Hen cũng như là chị Thanh thì hay chị có cái giải pháp cũng như là cái phương pháp nào để giúp mình có thể cân bằng lại cuộc sống cũng như là giảm bớt stress do công việc hay là do học tập không ạ? Ồ, lịch trình thì phải Hen tư vấn rồi, chị không thể nào mà siêu bận như Hen được. Đó, áp lực stress, rồi nói chung là phải đối phó với rất là nhiều vấn đề, ngay cả cái lịch trình ngày hôm nay và nhìn ngày mai thôi là muốn chóng mặt ra sao, gặp gỡ những người ở những ví dụ như là nhiều lĩnh vực khác nhau nè, rồi hoạt động cũng phải khác nhau, rồi trên mạng bàn tán xì xào mình cái gì, rồi mình phải ra dự án gì, tức là nó quá nhiều thứ, chị nghĩ là Hen sẽ dừng dập, dừng dập. Đúng rồi. Dạ, đầu tiên là xin chào Nhật Anh, cảm ơn em. Chị đoán được em rồi. Đúng là mấy năm trước á, là Nhật Anh hay gặp em hoặc là tham gia những cái, ví dụ như là em có chia sẻ trên mạng là em có buổi event này, event kia thì Nhật Anh hay xuất hiện. Lúc đó thì
suy nghĩ của chị là thôi em đừng có qua đây mà em hãy dành thời gian của mình để mà học tập đi. À, tại vì cái thời gian này mới là cái thời gian em học, mới là cái thời gian quý báu nhất. Còn cái việc mà em ủng hộ chị hay là yêu thương chị ở trên mạng xã hội, chị thấy điều đó rất là tuyệt vời và vô cùng xúc động rồi. Em không cần phải dành cái thời gian của mình để chạy tới rồi gặp chị rồi chụp một tấm hình, chị thấy là nó rất là uổng cái thời gian của em. Lúc đó là em khuyên Nhật Anh như vậy luôn. Đúng không Nhật Anh? Dạ đúng rồi. Ủa nhưng mà em cũng thắc mắc bây giờ tại sao mọi người lại liên hệ được với Nhật Anh để mà gọi trong ngày hôm nay luôn đó là kỹ năng của chương trình em ạ. Hay quá, hay quá. Thật kỹ. Đó gọi là một cái bí mật. Dạ, bí mật không thể bật mí đúng không? À, thì nói về lịch trình thì Nhật Anh có chắc cũng follow Hen nhiều nên là biết là lịch trình của Hen rất là bận rộn, làm nhiều các việc khác nhau, thậm chí là làm sao cân bằng được ở hiện tại và cả kế hoạch ở tương lai. Hen nghĩ là khi mà mình dành cái sự tập trung nhiều là thứ nhất thì mình sẽ làm tốt được cái việc đó. Rồi cái thứ hai là cần phải sắp xếp cái thời gian của mình một cách hợp lý nhất. Thậm chí là có những cái khóa huấn luyện về quản lý thời gian em nghĩ rất là cần thiết để mà có thể học được. Khi mà mình quản lý được và sắp xếp được những cái trình tự bộ môn hoặc là những cái kiến thức mình cần học hoặc là cân bằng sao trong cuộc sống của mình á, mình sắp xếp đúng thì nó sẽ vô cùng hợp lý. Ví dụ như là em sẽ có những cái khoảng thời gian nào em dành cho em. Hiển nhiên là khi mà mình học á, em nghĩ nếu mà các bạn mà nhất là ngành dược mà học từ sáng tới chiều chỉ lo học thôi á thì dễ làm cho các bạn bị căng thẳng. Em nghĩ là Nhật Anh vẫn cần một cái khoảng thời gian để mà mình thoải mái một chút, có thể là nghe nhạc hoặc là thậm chí là dành thời gian để mình nghỉ ngơi. Rồi cái tiếp theo nữa là phải dành được cái thời gian của mình nghỉ ngơi làm sao cho hợp lý. Thường các bạn sinh viên là sẽ học vào buổi đêm rất là nhiều, thậm chí là thức khuya. Nhưng mà đối với Hen nghĩ rằng là nếu mà các bạn chỉnh sửa được và cân bằng lại được á, thì ngủ nghỉ đúng giấc, mình sẽ hiểu tại sao lại có ban ngày và ban đêm. Ban ngày là để mình làm việc, học tập, nhưng mà ban đêm là dành thời gian để mình ngủ nghỉ, nên là sắp xếp được và cân bằng được cái khoảng thời gian đó. Và cái quan trọng hơn hết đó là cũng phải biết cách tập luyện và ăn uống. Khi mà mình có một cái sức khỏe tốt, mình tập luyện tốt, ăn uống tốt, mình sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt để mà có thể hoàn thành hết tất cả mọi công việc của mình. Và cuối cùng là đam mê và tình yêu của mình dành cho cái bộ môn của mình. Hen nghĩ rằng là để mà nói được đúng á thì rất là khó, tại vì em không có học y khoa, nhưng mà chị biết là các bạn học y khoa là sẽ vất vả hơn rất nhiều. Kiến thức các bạn phải nhớ nhiều hơn, nên là các bạn làm sao mà làm cho cái sức khỏe mình tốt nhất có thể để mà nạp hết được những cái điều đó. Và quan trọng hơn hết là biến những cái kiến thức đó trở thành một cái niềm đam mê, một cái gì đó gần gũi và làm cho mình thích thú thì mình sẽ làm tốt. Nhưng mà em tin Nhật Anh là một cái người rất là khôn ngoan, rất là giỏi và sẵn sàng đón nhận những cái kiến thức của mình. Chị thì thấy chị là cái trường phái mà Hen NT á, là chị thức là đôi khi tới 5 giờ sáng luôn á. Dạ chị. Tại vì ban ngày là có những cái việc khác, rồi ban đêm phải giải quyết những cái việc khác nữa, thành ra là chị như cú đêm đó. Và chị rất là thích xem phim nữa, cho nên là, và chị cũng thích một phần, và một phần là công việc của mình nó liên quan nữa. Cho nên là kiểu là trễ cỡ nào thì trước khi ngủ chị cũng phải dành 15-20 phút mình xem qua phim thì mình mới ngủ được đấy. Nhưng mà thành ra là có những ngày rất là đuối. Có điều là chị thấy gì nè, ví dụ như là em cố gắng mà một ngày mà em ngủ tệ nhất là khoảng 4 tiếng đi nha, đừng có để dưới 4 tiếng. Thì em sáng mà em học tới trưa em mệt quá, em dành thời gian 15 phút thôi, lúc đó em đờ rồi, em vừa nhắm mắt là em ngủ liền. Thì chị đã nhiều khi chị đang ngồi mà chị ngủ luôn á, chị không nghĩ là chị có thể ngủ được, nhưng mà chị ngủ tầm 15-20 phút xong là tự nhiên cái người mình nó khỏe liền. Lúc nào tranh thủ mà có những cái giấc ngủ mà nó ngắn như vậy đó, Rất là tốt. Là nó bổ sung được cho mình nhiều cái năng lượng lắm rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không nên để cái lịch như vậy mà nó xuyên suốt một thời gian dài. Nhưng mà chị biết là những bạn học y dược á là bắt buộc phải học rất nhiều á, hen. Tại cái lượng kiến thức nó nhiều, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nó khó, nếu không là thi rớt đó. Kinh khủng, nên là phục mấy bạn học y lắm. Nhưng mà có giống như là chị Kim Thanh nói là đúng rồi chị, giống như là có một đợt em nhớ là em đi quay,
Nhưng mà do là cái thời gian em phải dậy quay on set sớm, 4 giờ sáng phải dậy rồi, nhưng mà trước đó là di chuyển thì mới tới 10 giờ mới tới, bắt đầu tắm rửa hay đồ cũng hết 12 giờ, 4 giờ dậy. Thì đối với em 4 giờ em đi ngủ nó rất là ít luôn và nó ảnh hưởng đến em rất nhiều. Thế là những cái lúc mà anh chị em đang set máy á, là em cứ lao vào ngủ, cứ mọi người bảo break khoảng tầm 15 phút, 20 phút là em cứ đi ngủ. 15 phút, 20 phút là đi ngủ. Ngủ liên tục như vậy trong một ngày á, nó mới đủ sức để em khi bắt đầu đi vào quay lại á, mới làm cho mình tập trung tốt được. Đúng rồi. Và nghĩ một cái là bắt đầu không hề, kiểu không hề, có những lúc là em sẽ không bao giờ bấm điện thoại hay là check công việc là mọi người làm. Em sẽ off máy của em chỉ tập trung công việc và em nghỉ ngơi để lấy lại sức một cách gọi là tập trung nhất có thể. Thì có những giai đoạn tới nước mà đi họp báo là trong lúc chờ họp báo diễn ra là chị ngồi là chị ngủ luôn á. Dạ. Thiệt luôn á. Mà mình không nghĩ là mình có thể ngủ ở trong một cái không gian nó rất là ồn ào náo nhiệt, mà hồi xưa mình nói làm gì ai mà vậy là xạo, nhưng mà tới chừng mình trải qua mình mới biết. Mà đúng là ngủ chợp mắt 5-10 phút mà nó giật giờ như vậy thôi, nhưng một lát nó rất là khỏe. Và chị thấy cái cách giải stress hợp lý nhất á là em thích cái gì em sẽ làm cái đó. Ví dụ như một ngày chị stress, chị bị rất là nhiều thứ và giống như chóng mặt luôn, nhưng mà tối trước khi nằm ngủ mà chị coi phim 15 phút xong cái người chị nhẹ nhàng. Wow. Thì cái đó là do mình, cái sở thích của mình á, thành ra mình được xem một cái bộ phim hoặc là những cái khoảng thời gian cái mình thấy thú vị là là mình khỏe thôi đó. Thì hy vọng là Nhật Anh cũng có một cái sở thích gì đó. Em thích gì? Dạ, có thể là em thích vẽ. Em hay kiểu như mỗi lần mà em kiểu em hơi stress thì em sẽ lòi cái máy ra, em ngồi em vẽ này vẽ kia. Đấy. Nhưng mà vẽ em nhưng mà cũng thấy nó mệt là... Tại vì phải tập trung, chăm chú làm một cái việc gì đó mà mình thích á, thì mình sẽ không cảm thấy mệt. Đấy, thì tức là đối với cái người mà không thích vẽ hoặc là không có sở trường năng khiếu gì thì mình thấy mệt, nhưng mà đối với các bạn vẽ là giải tỏa dạ, cái gì đó. Hay quá ha. Thì đúng, em thì ví dụ như là nếu mà ở trong ngày mà thời gian nào mà em giải trí là em là lúc mà đi tắm á, là em sẽ bật một cái đoạn nhạc mà em thích, em hát đi hát lại, hát âm lên cả cái chung cư. Và em cảm giác rất là sảng khoái luôn. Cảm giác cái đời mình hạnh phúc, mình đang tận hưởng một cuộc sống rất là viên mãn. Đấy, nhiều khi nó đơn giản vậy thôi chứ đâu có gần gì phức tạp đâu ha. Mình cứ làm vậy là được rồi. Rồi mình hỏi gì Hen tiếp nè. Dạ, trước khi qua câu hỏi thứ hai thì bây giờ em sẽ có một cái thử thách cho chị Hen tham gia cái trò chơi nho nhỏ được không ạ? Ok. Ok. Rồi, bây giờ cái trò chơi của em nó cũng dễ lắm. Nó liên quan đến cái công việc cũng như là cái cuộc sống của chị rất là nhiều luôn. Đó là trò chơi đoán tìm đây là nhân vật nào, là hoa hậu, á hậu nào. Căng quá. Rồi. Vậy ta. Nhưng mà bây giờ em ơi, bây giờ hoa hậu và á hậu nhiều lắm. Em nhớ dạ, hết nhưng mà nhớ những cái người này thì chị Hen sẽ rất là quen thuộc cũng như là gắn liền với chị Hen rất là nhiều á. Ok. Dạ rồi. Cái trò chơi này thì sẽ có 5 nhân vật. Thì mỗi nhân vật em sẽ đưa ra từ 3 đến 5 cái từ khóa gợi ý. Thì okay. Chị em sẽ đoán xem nhân vật đó là ai. Trời, ok. Dạ rồi. Sẵn sàng. Rồi bây giờ xin mời thí sinh Hen nghe số vô danh 424 tham gia thử thách. Đúng chút luôn chị ạ. Dạ, sẵn rồi. Sàng. Dạ, từ khóa nhân vật đầu tiên thì có 3 từ khóa. Từ khóa thứ nhất là 2018. Từ khóa thứ hai là chung phòng. Ủa, em ít em là bạn thân. Khoan, bây giờ em lại đi từ khóa mà em cho một hoặc là hai thôi, rồi xong người ta đoán rồi em bổ sung, chứ em đưa hết vậy là nó nhiều quá. Lại em xé nhấp làm lại là sao chị em? Tức là em đừng có tiết lộ luôn cả 5 cái từ khóa, em tiết lộ từng cái thôi để dạ không ấy. Là em có 5 nhân vật lận. À, 5 nhân vật luôn hả? Dạ đúng rồi, 5 nhân vật là bây giờ một lượt luôn hả? Dạ đúng rồi, bây giờ chỉ là nhân vật đầu tiên thôi, lại có 3 từ khóa cho nhân vật đầu tiên đó thì chị rồi. Đoán được. Ok. À, làm dạ. Lại. Dạ, từ khóa đầu tiên là 2018, từ khóa thứ hai là chung phòng và từ khóa thứ ba là bạn thân. Rồi mời chị Hen đoán. Chị ơi, hoa hậu, á hậu á em. 2018 là em có hai sự kiện giống nhau. Là một cái là em thi ở Việt Nam, một cái là em thi ở thế giới. Nếu mà em thi ở thế giới thì là Choco là người bạn của em, là chơi thân tới bây giờ, là ở cùng phòng 2018 luôn. Còn nếu mà ở Việt Nam thì Lê Thu Trang.
Rồi em xin công bố đáp án, đó chính là cả hai đáp án đều đúng. Ủa bây giờ hỏi một cái thôi, đừng có hỏi ra hai người. Đó, em phải chọn đáp án đúng nhất thôi. Dạ không, đấy là lúc đầu em chỉ đưa ra đáp án là Hoa hậu Hàn Quốc thôi. Nhưng mà em thấy chị Hen đưa ra cái lý giải nó cũng hợp lý, nên là thôi em sửa đáp án. Wow, trời ơi, tới bây giờ mình sửa đáp án luôn mấy cái. Ok, tiếp nè. Dạ rồi, câu hỏi nhân vật thứ hai thì cũng sẽ có ba từ khóa gợi ý. Từ đầu tiên là chị em, từ khóa thứ hai là 12 tuổi, từ khóa thứ ba là dán keo hai mặt dưới đế giày. Đặng Thị Lệ Hằng. Hay còn gọi là Queen 6 Vương Miện. Dạ đúng rồi. Chị nghe nè, em mình khó lên em, chị thấy là em đưa quá chi tiết luôn á, thành ra Hen đoán được hết không được. Lẽ nào khó khó một xíu nè. Nhưng mà nếu mà khó quá thì sao ta? Rồi bây giờ em sẽ giới hạn lại thôi, hai từ khóa gợi ý cho một nhân vật. Okay. Rồi nhân vật tiếp theo thì gợi ý là phù dâu, từ khóa thứ hai là màu đỏ. Hết rồi. Phù dâu và màu đỏ. Em từng làm phù dâu một lần, không biết là nhớ đúng không. Màu đỏ thì em không có sự kiện lắm về màu đỏ. Không phải Ninh đúng không? Dạ đúng rồi. Làm phù dâu giải thích được không? Làm phù dâu thì đúng, chị đi làm phù dâu. Dạ đúng rồi. Còn màu đỏ là em đang nói là đầm dạ hội của Ninh vào đêm chung kết là màu đỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Đau đầu chị ơi. Trời ơi, nhưng mà về xuất sắc quá luôn á. Quá giỏi. Ừ. Chỉ có hai từ gợi ý thôi mà chị em có thể đoán được nhân vật luôn. Rồi, tiếp nè em. Dạ, từ khóa nhân vật tiếp theo thì cũng sẽ có ba từ khóa, nhưng bây giờ em sẽ giới hạn lại hai từ thôi. Tại từ khóa thứ đó. Nhất là số chủ đạo là số 5. Từ khóa thứ hai, rồi nhưng mà từ khóa này nhìn là biết ai luôn rồi. Từ khóa thứ hai là má hồng. Số chủ đạo số 5, má hồng. Là em á. Em rất là thích đánh má hồng và số chủ đạo em là số chủ đạo 5. Nhưng mà là em. Rồi chị em chốt chưa? Ủa ta hỏi từ còn ai ham má hồng giống mình không ta? Ai có thể cạnh tranh má hồng với mình không vậy? Hỏi là phải hỏi người khác chứ, thì sao lại hỏi nhưng em? Mà dạ yeah. Hoa hậu hoa em. Lúc đầu em đâu có quy định thể lệ của em đâu có phải là. Trời ơi, em nói vậy là tự nhiên là giống như là Hen trả lời là đúng rồi. Em dễ dãi quá không được, mai mốt mình phải lừa rồi này kia. Tức là em đúng rồi, em phải tạo cái cảm giác là giống như là lừa Hen á, cho Hen rơi vào mê hồn trận. Em thấy là học y khoa mệt rồi mà đặt câu hỏi để lừa nữa mệt đó chị. Đừng có thách đố nhau gì nữa hết trơn. Dạ, sống đơn giản thôi, không có thách đố nhau trong cuộc sống, áp lực lắm. À, vậy tức là Hen là đúng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi. Dạ. Rồi, câu dạ rồi. Cuối cùng nè. Dạ, câu cuối cùng đó là từ khóa thứ nhất là Vietnam Next Top Model. Và từ khóa thứ hai là BG. Còn từ khóa thứ ba thì em sẽ giữ lại. Ủa? Sao vẫn nói là em á chị? No. No. Ủa em em làm BG nè. Thôi bây giờ em đổi nha. Quán quân Việt Nam Next Top Model. Ừ, em phải chốt như vậy. Đi làm BG. Đi làm BG. Quán quân Next Top Model. Ai mà làm BG mà quán quân vậy ta? Ngọc Châu có làm quán quân. Ngọc Châu là quán quân nhưng mà có làm BG không ta? Hương Ly không phải. Mâu Thủy không phải. Chị Hoàng Thùy không phải. Ý là cái người đó là có làm BG á hả? Em đâu biết đâu, em không biết gì hết. Đúng rồi. Ví dụ như là nếu mà có một cái sự kiện mà người đó với em có cái gần á, thì là chị Mô Thủy. Tại vì lúc em đi làm BG á, thì lúc đó là chị Thủy là quán quân của Next Top Model. Lúc đó là hai mươi mấy Tết á, chị đi xem phim và em đang làm. Em chụp một tấm hình selfie với người nổi tiếng. Lúc đó kiểu em mê Next Top á, em nói, úi chị Mô Thủy kìa, xin chụp hình một tấm.
thì có cái đó. Còn các chị mà đã từng làm BG thì em không nhớ, không 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 biết, nhưng mà quán quân thì đấy. Dạ rồi, bây giờ chốt đáp án đi ạ. À, chốt tại đi. Vì câu này chưa có hiểu được là rồi bây giờ từ khóa thứ ba. Từ khóa thứ ba là moon. À, chị Mô thì Thanh Thủy. Ủa, vậy là đoán đúng luôn. Thôi, tối hôm nay em mới nằm mơ thấy chị Thủy và Moon luôn đó chị. Chắc là do em xem hình của Moon nhiều quá. Wow. Dạ, vậy là chị Hiên đã hoàn thành xuất sắc 5 cái từ khóa trong cái thử thách này. Xin chúc mừng chị Hiên. Thật ra là ngay. Cảm ơn em. Ngay cái thử thách cuối cùng mặc dù là không xua lắm nhưng mà cũng đúng nha. Dạ. Cái chữ BG thì chị Hiên giải thích cũng đúng luôn, là lúc đó chị Hiên chụp hình với chị Thủy. Dạ. Là đúng. Ý là chị đang thắc mắc tưởng là các chị đó hồi trước có từng làm BG nên là chị hơi bị kiểu suy nghĩ khúc đó. Yeah. Hơi bị lừa khúc đó. Dạ. Nhưng mà tóm lại là Nhật Anh nghiên cứu về Hen khá kỹ, mà Hen thì cũng nhớ rất là dữ dội luôn đó. Bây giờ đụng vô cái là nhớ hết là cũng quá dữ. Rồi em lên là em thử thách vậy là mãn nguyện rồi hay là có muốn hỏi gì nữa nè? Dạ chưa, có một bạn nhờ em, do hôm nay thì bạn đó công việc nên là bạn đã nhờ em hỏi chị Hen một số câu hỏi, nhưng mà bây giờ em sẽ hỏi một cái câu bạn đó để đầu tiên luôn. Đó là: chị Hen ơi, chị có bảo là chị hát được thì chị sẽ họp fan. Chị đã tham gia Chị Đẹp Rồi. Thế bao giờ chị họp fan thế ạ? À? Ê, tính ra là các bạn thù dai hơn em á chị. Tại vì ghim thật luôn á, các bạn ghim thật luôn á. Tại vì cái câu này em nói từ lúc mà em đăng quang năm 1, năm 2 gì đó. Tại vì mọi người bảo là chị Hen ơi họp fan đi. Cái em mới nói đùa lúc đó là đợi khi nào Hen hát được là Hen họp fan. Tại vì em nghĩ là họp fan rồi em không làm gì hết, tự nhiên các bạn gặp em rồi đi về tội quá. Nên em nghĩ là em phải hát hay là giao lưu gì đó em mới họp fan được. Nhưng mà sao mà các bạn ghim dữ vậy trời. 4-5 năm rồi đó. Đó, nói chung là vẫn... những lời em nói ra thì người ta đều nhớ hết. Thiệt, bây giờ là không có... Đáng sợ. Dạ, không nên nói bất kỳ điều gì vậy ha. Rồi vậy, khi nào họp fan? Bây giờ không, đấy, là không nên nói, không nên hứa bất kỳ điều gì nhưng trong thời điểm hiện tại. Nhưng mà bây giờ em vẫn phải thực hiện lời hứa đó chứ. Thế rồi chứ. Tính ra là hồi đó đăng quang là 2018, 2019 ta? 2017 ạ. 2017. Đầu 2018. Đây, 2018. 18 giờ cái năm nó hơi bị lẻ xíu thôi, mình kiếm cớ gì đi chứ bây giờ kiếm năm thì nó bị lẻ rồi. Yeah. 5 năm thì cũng qua rồi, 10 năm thì chưa tới lâu lắm. Rồi, follow rồi đó. Thuộc follow ấy. À, không, mấy bạn bảo là follow lên, ví dụ như là follow 2,5 triệu hoặc là bao nhiêu đó thì mình làm đi. Ừ đúng rồi, cũng là một cái cớ, nói chung là nên làm đi nha, em nên hứa là năm nay đi. Giờ không biết chọn cái cớ nào. Thôi giờ không dám nói nữa chị. Đó, nói xong các bạn ghim vậy này. Thì ráng làm. Mình vừa áy náy mà vừa thấy có lỗi, mà vừa thấy mình giống như một đứa nói mà không dám làm vậy. Thì thành ra mình phải làm. Vậy nữa. Đúng rồi. Rồi, nói chung là Hen không có hứa hẹn gì hết luôn đó cưng ơi. Dạ. Yeah. Ừ, nhưng mà khi mà có mọi người nhắc về thì chị nghĩ là ekip bên ngoài cũng đã note lại rồi đó. Hy vọng là Hen sẽ làm trong năm nay hoặc năm sau. Dạ vâng. Dạ, chắc phải tập trung dữ dằn lắm. Cái kỷ niệm 5 năm của em lúc đó em cũng tính nghĩ là em sẽ họp fan. Cái xong lúc đó em cũng tính là em sẽ hát, kiểu như cũng chuẩn bị hai bài sơ sơ rồi. Xong rồi lên kế hoạch cho cái họp fan lúc mà kỷ niệm 5 năm đó. Xong tính đi tính lại là chi phí nhiều quá. Xong mình nghĩ thôi lấy chi phí này đi làm thư viện đi. Chứ mà hả, họp fan có một ngày xong mọi người quên hết. Xong cuối cùng là từ khi mà hả, bàn một cái kế hoạch sân khấu rồi book ở đâu tùm lum hết. Cái cuối cùng em nói đúng một câu đó là thôi dừng lại, mình lấy tiền đó đi làm thư viện. Là dừng hẳn luôn á chị. Thật ra bây giờ dễ hơn, Hen chỉ cần công bố là có các đơn vị đồng hành là ok thôi. Tại vì lúc đó là em chưa nghĩ như vậy, mà nghĩ là mình sẽ chi tiền ra.
Xong lúc đó đấy, Nhật Anh chị đã từng có một cái plan trong kỷ niệm 5 năm rồi đó, xong rồi chị Đúng mới rồi. chốt là làm thư viện rồi đi trồng rừng, xong Dạ. cuối cùng là không làm họp phèn với mọi người nữa. Yeah. Rồi, Nhưng mà em thấy nó cũng xứng đáng. Nhật Anh tiếp tục câu hỏi tiếp theo nè. Dạ, bây giờ thì em xin đặt câu hỏi cuối cùng cho chị Hen, đó là Ồ, cuối cùng rồi hả em? thế là em cũng sợ là tốn thời gian chương trình, với lại là 1:30 thì em bắt đầu vô học rồi mà em phải chuẩn bị nữa, nên là câu hỏi cuối cùng. Ok. Dạ vâng. Thì câu hỏi cuối cùng là chị Hen có thể nêu ra được ba cái mục tiêu mà chị mong muốn sẽ hoàn thành trong năm 2024 được không ạ? Trời ơi chị ơi, Ba đúng mục là tiêu. kiểu như là fan fan chân chính chính hiệu luôn Quan sát em á. từng miếng luôn. Từng ly từng tí một luôn, bây giờ Hiểu còn bước đi nước dạ. bước của em hay sao? Dạ, bình thường là em sẽ không bao giờ nói kế hoạch của em. Nhưng bây giờ Nhật Anh đã rất là tâm đắc và rất là thấu hiểu chị rồi, nên là xin phép được chia sẻ. Ủa, nhưng mà câu hỏi là gì nhỉ? Ba cái mục tiêu mà em muốn hoàn thành trong năm nay. Ba mục tiêu muốn hoàn thành trong năm nay. Đầu tiên là về dự án âm nhạc. Phải có. Có thể là không phải là kiểu dạng debut, nhưng mà sẽ vẫn là cái gì đó nó sẽ song hành với em. Kiểu như là nó sẽ làm dự án âm nhạc nhưng mà thiên về văn hóa và cộng đồng hơn. Đó là dự án đầu tiên và mong muốn là mình phải làm. Rồi cái thứ hai á, là mình biết mình là ai, mình có thế mạnh gì và cái gì cần phát huy, là cái đó phải nằm trong cái suy nghĩ, tư tưởng, hành động mỗi ngày của mình, để mà mình không có rời xa cái hình ảnh đó của mình. Cái Cái thứ đó hai. nó bị có mình em biết Nhưng mà ý là khi mà mọi người nói, ví dụ như là khi mà em quan sát mọi người nói nó không đúng là nghĩ là em đang 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 bị chật, em sẽ quay lại đấy, nên là em chỉ cần nói như vậy và em sẽ tự quan sát là dư luận hoặc là khán giả sẽ quan sát thấy như thế nào. Ví dụ quan sát nói khán giả nói như thế này như thế kia, nó chật ngoài cái plan của em, nghĩa là em đang sai và em sẽ quay lại Không, cái một kế tí. hoạch nào mục tiêu mà fan biết rất là rõ ràng, ví dụ như ra MV đó. À, thôi cái kia cũng tương tự vậy đó, nhưng mà cái gì mọi người đã biết về Hen á thì nó, em nghĩ là mọi người sẽ hiểu, những bạn nào mà theo dõi em sẽ hiểu được cái này rồi. Cái cuối cùng là, nhưng mà cái MV là cái mà gọi là chủ chốt nhất trong cái năm nay, thì trong cái quá trình đó là phải tập hát rồi tập nhảy và làm rất là nhiều thứ luôn. Và thậm chí là em không có chia sẻ cái plan này cho báo chí hay bất kỳ ai cả ngoài team của em, mọi người biết. Nhưng mà đó. Tức là chắc là Nhật Anh cũng biết rồi, chị thấy là em cũng moi móc nhiều thông tin lắm luôn rồi đó. Nãy giờ đoán được không? Không. Không đoán được Không, hả? nhưng mà ý là em cũng có thể mon men dự đoán được. Em có thể chia sẻ được không? Dạ không, em đâu biết gì đâu để chia sẻ Trời ơi, kín miệng quá luôn, đáng sợ ghê. Nhưng mà thêm một cái nữa nha, Nhật Anh nha. Tại vì hồi nãy là Hen có hứa là sẽ song ca với chị Hồ Quỳnh Hương đó. Cho nên là chúng ta cũng sẽ chờ một cái bản đó ha. Không phải là sản phẩm của Hen nhưng mà cũng phải có một cái đó nữa đó. vâng. Không, cái này là chị Hồ Quỳnh Hương kiểu như là gợi ý. Chị rủ nhau lúc mà đi quay MV, bây giờ là cái đi quay MV đó trôi qua khoảng tầm 2 tháng rồi chị. Chắc là nó kiểu như là đã nằm ở trong quá khứ Không không có khứ, Hương mới tung bản song ca với Trung Quân đây nè. ơi, bản đó đỉnh quá chị ạ. Không thì Hương đó là ca sĩ mà ha. Trời ơi, À. thánh mưa rồi thánh thánh cover gì là cũng Quân hết trơn mà, sao em đi so ngay cả ca sĩ còn sợ nữa đó. Em là phải khác rồi đó, nói chung là chị chờ đó. Rồi được chưa, được hết chưa cưng? Dạ, vậy còn cái sự nghiệp chống lầy của mình thì sao ạ? Về vấn đề đó thì do là năm nay là chị muốn tập trung vào công việc nên sẽ nói về công việc và các dự án của mình nhiều hơn. Còn về chống lầy thì diễn ra Chỉ như là thế cá nhân nào tư mà thì thôi. chị sẽ đóng cửa bí mật.
Bây giờ tạm thời là chống ăn thịt thú rừng. Ngừng ăn thịt thú rừng, ngừng chia ly thú. Được chưa cưng? Dạ rồi, em xin cảm ơn. Cảm ơn Nhật Anh rất là nhiều nha. Cảm ơn Nhật Anh nha. Rồi. Dạ em, vậy thì ý là lúc nãy em chào rồi thì bây giờ em cũng phải chào tạm biệt. Thì em xin chào tạm biệt chị Thanh cũng như là chị Hen. Chúc cho chương trình sẽ thành công và lan tỏa được đến nhiều người, cũng như là những cái thông điệp mà chị em chia sẻ sẽ được đến với nhiều người hơn. Cảm ơn em, nhớ cày view cho Hen là bảo đảm về rồi lên nhiều người biết hả. Cảm ơn Nhật Anh. Chia sẻ mọi nền tảng. Rồi, cảm ơn em. Chúng dạ ta cảm ơn. Chào tạm biệt bạn, chúng ta sẽ đến với một bạn sau cùng nè. Alo. À, dạ em chào chị ạ. Mình giới thiệu về bản thân xíu đi bạn. Dạ vâng. Em xin được giới thiệu, đó là em gửi lời chào đến chị Hen và chị MC cùng tất cả các thính giả chương trình Khách Đến Chơi Nhà. Em xin được giới thiệu, mọi người thường gọi em là Moon, nhưng tên thật của em là Hằng ạ. Năm nay em 24 tuổi. Và đang là chuyên viên kiểm thử phần mềm tự động tại Hà Nội ạ. Trời, fan em có những ngành nghề thú vị nha. Xà đấy. Thế thôi ạ, em không biết nói như nào nữa. Rồi, vậy được rồi, bây giờ muốn thắc mắc gì về Hen, hỏi Hen đi nè. Dạ vâng. Câu đầu tiên em muốn hỏi chị Hen. Chị Hen ơi. Ơi. Dạ. Quá khứ, hiện tại và tương lai, chị có rất nhiều dự án về cộng đồng. Vậy chị có thể chia sẻ một dự án mà ý nghĩa hay là ấn tượng nhất của chị được không? Được. Dạ. Câu hỏi này dễ quá em ơi. Đầu tiên thì vẫn tiếp tục dự án trong rừng của chị nè. Là dạ. Tại vì giống như là khi mà chị tham gia với dự án bảo vệ động vật hoang dã hoặc là về thiên nhiên thì chị càng cảm thấy là mình muốn là mình sẽ làm nhiều hơn và cố gắng làm nhiều hơn để mà tức là chị không muốn là chị đơn giản là những cái hành động hoặc là những cái hoạt động rồi chị chia sẻ những cái thông điệp đó, mà chị muốn làm theo kiểu là có chiều sâu hơn, hoặc là như chị Kim Thanh nói là sẽ có series nhiều hơn để mọi người hiểu sâu về thiên nhiên của mình, để cho mọi người cùng chung tay một cách kiểu là rõ nét hơn. Thì đó cũng là một cái plan mà trong các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó thì chị vẫn tiếp tục làm dự án về thư viện, xong lại sẽ tham gia nhiều các dự án về môi trường, về các giải chạy nhiều hơn. Tại vì năm nay cũng muốn focus nhiều về sự nghiệp một tí, nên là phải cân bằng làm sao cho những cái dự án đó nó phù hợp và là nó đồng hành với công việc của chị. Sơ như vậy. Ok không? Dạ vâng ạ. Dạ. Câu hỏi tiếp theo đó là vừa tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Dưới Sóng ạ. Dạ. Thôi chị đừng dạy em mà. Ok muốn. Chị có định hướng làm ca sĩ trong tương lai không? Và chắc chắn em sẽ là fan cứng. Khoan, trước khi trả lời chị nói là em hát cũng được nha, cũng được lắm á nha. Nãy giờ nghe sơ hát chay là chị thấy ok đó. Không phải là mình dấn thân mình làm hẳn là ca sĩ, nhưng mà mình cũng có thể làm song song. Dạ, em thấy nhiều người khen lắm. Nhiều người khen lắm hả? Mình có thể nói là một hôm chị nghĩ là chị sẽ trau dồi và tới một cái thời điểm nào đó chị sẽ làm những sản phẩm để mà gọi là truyền cảm hứng nhiều hơn, chứ không thể là kiểu như là ca sĩ để đi trình diễn, hoặc là ca sĩ là vocal, hay là ca sĩ về chuyên môn. Chị nghĩ là chị sẽ làm một cái gì đó nó phù hợp và nó nằm trong cái khuôn khổ mà chị có thể làm được. Dạ, nhất định em sẽ ủng hộ. Ok. Miễn sao có ra sản phẩm cho mình là được rồi, đúng không em? Nhưng mà sản phẩm mà mọi người, bây giờ chị hỏi ngược lại, là sản phẩm mà các bạn trẻ thích là như thế nào? Ví dụ như là MV yêu đương chẳng hạn, hay là không, miễn là chị cái gì cũng thích. Nhưng mà em thích kiểu gì? Em thích chị hát ED hơn. Ôi, em ở Hà Nội mà em thích chị hát tiếng ED rồi, em có hiểu không? Không hiểu nhưng mà vẫn hay. Cần gì hiểu âm nhạc mà em, âm nhạc là tự đến với mọi người thôi. Nhiều khi chị nghe tiếng nước này nước kia chị cũng có hiểu đâu, mà chị vẫn thích mà. Đúng rồi ạ. Ok, nghe hay quá, hấp dẫn. Một cái idea rồi chị nhé. Bây giờ em hát tặng đoạn nữa không?
À bài Buôn Tu Cơm Ăn á hả? Ừ. Dạ được. À, ủa hát sao ta? Quên lời rồi chị. Trời ơi, này chị không nhắc được đâu nha. À nhớ rồi. Buôn Tu Cơm Ăn. À nó phải có hơ hơ nữa, quên nên là hơi bị lạc khúc đó. Hư ha hư ha hư ha ha hư ha hư ha hư ha ha buồn tuôn cái mắt hư hư trên em mua cái bao hư hư hào hám đi ra hư hư trên cơ chữ e hư hư buồn tuôn cái mắt hư hư trên em mua cái bao hư hư hào hám đi ra hư hư trên cơ chữ e tê buồn đi là ở chủ điện buồn ma thuật là ở chủ giàu tê am năm là ở chủ điện năm e krong là ở chủ giàu tấm bệ cân năng là ở chủ điện span bệ cân năng là ở chủ giàu hư ha hư ha hư ha ha hư ha hư ha hư ha ha tê la vật đút cu chủ a tê la cái trụ long ranh nhồng a tê la cái ranh nhầm mùi hư ha hư ha hư ha ha. Nếu mà chị nghe không lầm á thì chị biết được ba chữ là Buôn Mê Thuột đúng không? Dạ đúng rồi á chị. Ngoài ra chị biết. Nhưng mà chị nghe trong đầu chị nghe chị đang tức là chị nảy ra một cái ý là cái bài đó mà phối lại kiểu dân gian đương đại thì hơi bị hay nhá. Kiểu chị có múc sâu em không? Không, chị nghe ý tưởng thôi. Kiểu như các bạn làm dân gian đương đại là cái bài hát nó là ra một cái style hoàn toàn khác mà yeah. nó vừa đúng cái chất, nó có cái sự quen thuộc mà nó vừa có sự mới lạ đó. Dạ yeah, đúng rồi. Nói chung là em cũng thích giống như là cái ý của chị nói á. Nên là em nghĩ là em mà làm về âm nhạc hoặc là MV cũng phải là những cái dạng mà MV truyền cảm hứng hoặc là về văn hóa như vậy. Chị em nói một hồi xong em thấy là chị đoán em luôn rồi đó. Rồi con nghe hát vậy con mê không, có hát theo được không? Em chỉ lắng nghe thôi ạ. Đúng rồi, chứ bây giờ là muốn hát theo chắc phải nghiên cứu phải dữ lắm á. hơi khó đúng không? Nếu mà học thuộc lòng thì dễ không ta? Dạ dễ, em thấy là bạn trợ lý mà đi theo với em á là bây giờ hát được luôn. À bạn đi theo có 5 năm mà bạn đã hát được đúng không? Dạ không có, chị đi theo có mấy tháng thôi. Tại vì em hát bài Buôn Tu Cơm Ăn là cái bài solo ở trong Chị Đẹp. Là lúc đó chỉ có khoảng tầm 1-2 tuần để tập thôi. Là bạn đi theo em rồi em hát rồi em đi tập nhảy cái thuộc luôn. Ồ bạn dạ. Đó, vậy là bạn đó sáng dạ đó em. Rồi mình hỏi gì nữa nè. À dạ vâng ạ. À chị có biết là em có một siêu năng lực rất thú vị. Wow. Và chỉ có em có được không? Wow. Wow. Đó là siêu siêu thích chị. Oh, hay. Wow wow wow. Mà lem. Thả thính dùng chữ và đặt mặt đường kim khót gì đó trời ơi mấy thiệt bạn luôn à. Rất ghê thiệt. Một cái từ khóa mà kiểu dẫn dắt sao mà bên đây là tập trung lắng nghe. Lúc đó là em tưởng là phán đoán xem là kiểu có bói toán gì em không. hay, 10 điểm. Nhưng mà đó không phải câu hỏi em ơi, câu hỏi là gì? Dạ em xem thôi ạ. À em có một mong ước đó là có thể họ fan meeting. Đấy, em làm sao mà bây giờ mới mốt các bạn raise lên là một chủ đề trên mạng xã hội là em biết rồi đó. Ôi trời, giống như là em đang bị ép với chị. Nãy nói với Nhật Anh cũng fan meeting. Nãy mượn em hứa làm chi. Thật ra ngay cả em không hứa thì tự hồi em đăng quang tới giờ chị nghĩ cũng khá lâu rồi đó. Nên có một cái. Tại nó cũng lâu rồi mình nên có một cái. Dạ. Nãy chị có nghe em nói là em hay kiểu bị phân tích nhiều, bị OCD á. Không phải OCD gọi là gì, overthinking. Em xin lỗi, overthinking là em trước khi làm cái gì là em sẽ ngồi phân tích, gạch một đống đầu hàng, đầu dòng, gạch hoài, gạch thành một cái vòng tròn xong mình nghĩ thôi stop, không làm nữa. Đó. Bây giờ đó là lý do mà không hoài mà không làm. Chị sẽ fan. Overthinking hơn em, chị sẽ gạch những cái đầu dòng mà em không làm nó sẽ dẫn tới những cái gì. Em xin sớm như vậy. Cho em xin cái này đi. Chưa bao giờ nghĩ tới khúc đó. Bây giờ nghĩ đi là vừa. Bây giờ em phải làm áp lực gì đó đi, rồi cho Hen cảm thấy là mình cần phải làm gấp chứ. Em nghĩ là chị Hen nên làm đúng ngày sinh nhật. Đúng ngày sinh nhật luôn, 15 tháng 5 sắp tới rồi, không được. Thôi mình làm đầy tháng đi. Đầy tháng gì? 15 tháng 6.
Ý là em muốn, nếu mà em muốn học fan á, chắc là em nghĩ là ví dụ hồi trước á, em nói là thôi bây giờ không làm học fan to nữa, mình đi vào quán trà đá vỉa hè rồi mình ngồi nói chuyện rồi đi về. Thì hồi nãy đang nói về cái chuyện ăn sầu riêng, cái em nghĩ hay là chị nói cả mùa hè và tháng 6, tháng 7 của em hay có sầu riêng á. Em nghĩ hay là mình học fan ở vườn sầu riêng đi, mùng 5 tháng 5 âm lịch. Để vừa cho mọi người ăn được sầu riêng mà vừa vừa không tốn chi phí. Không, cũng hay mà. Vừa đãi được mọi người mà, ăn sầu riêng thoải mái. Mà em ở fan mùng 5 tháng 5 âm lịch thì em sẽ là nghệ sĩ đầu tiên làm ở fan ngày đó đó. Nó sẽ đặc biệt hơn người khác. Ừ đó, nó cũng là một cái content. Xong em nghĩ là không có ai tới luôn. Cái mình với cây sầu riêng nói chuyện nhau luôn. Không sao, không ai tới thì mình tự ăn sầu riêng. Không sao hết, mấy cái đó nó cũng không quê. Em nghĩ là quê, xong rồi em sẽ chữa quê bằng cách là ngồi ăn livestream, ngồi ăn sầu riêng và livestream tâm sự. Thì từ offline mình chuyển sang online. Dạ. Không, mà nói vậy vui thôi chứ kiểu gì mà fan chả có, đúng không cưng ha? Dạ. Mà em muốn làm ở đâu, làm Hà Nội hả? Vâng ạ. Ủa ví dụ như làm thành phố em có bay vô không? Chắc sẽ sắp xếp đi vào được ạ. Đấy, sắp xếp đi vào luôn, cho nên đâu, mình nên làm đi. Không sinh nhật thì cũng đầy tháng. Không thì mùng 5 tháng 5 chị thấy ba dịp đó đều đẹp hết. Dạ. Dạ. Để chị suy nghĩ nha. Tính ra mùng 5 tháng 5 là sẽ có thời gian chuẩn bị nhiều nhất. Không chị, bây giờ là tháng 4 rồi. Không, em âm lịch mà, mùng 5 tháng 5 là ngày âm mà. Dạ, nhưng mà qua ngày dương là tháng 6, gần quá. Tháng 6, tháng 7 gì lận. Tại bây giờ mới qua tháng 2 âm. Ví dụ mà cuối năm em thấy cũng được. Xong hoặc là năm đầu năm sau. Thôi cái đó hơi lâu, hơi lâu. Hơi lâu đúng không em ha? Dạ, quá lâu ạ. Quá lâu, không được, phải lẹ lẹ lên. Rồi bây giờ em có thể là chị nhờ em á, là em list từ đây đến cuối năm có những ngày mà nó lễ kỷ niệm cách mạng tháng 8 mà gì đâu cũng được. Tức là tất cả những ngày lễ kỷ niệm từ đây cho tới cuối năm em gửi cho ekip của Hen, thế nào cũng có ngày đẹp ở trong đó. Nếu mà không phải là 30 tháng 4 nghỉ lâu lắm chị ạ. Dự kiến 30 tháng 4 nghỉ 5 ngày á. Không chị ơi, còn mười mấy ngày, hai mấy ngày không làm được đâu. Nói chung đơn giản lắm, chị thấy là ở đài chị có nhà hát VOH á, thì nó có sẵn hết trơn, led âm thanh ánh sáng này kia, là em không cần đầu tư gì hết, chi phí vừa phải, em vào cái là mấy trăm người luôn tới. Chỉ cần là lấy hình em ra in một thành một cái banner rồi backdrop rồi xong là xui, cái đó in ấn 2 ngày là xong. Vậy hả chị? Ủa họp fan là như vậy hả chị? Em chưa bao giờ tham dự họp fan nên là cũng tại vì trong suy nghĩ của em quan phải trọng bày là trò nhiều lắm. Quan trọng là em muốn quy mô nó như thế nào. Dạ. Em muốn kiểu và hát hò đơn giản mà em ngồi ngày em suy nghĩ là ra hết à. Nói chung là một người ta nói sao em, người ta nói có một cái câu là muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Thì bây giờ là em tìm cách hay em tìm lý do? Cố gắng trong cuộc sống là phải tìm cách. Đấy, đấy, thấy chưa đó, gài là phải gài vậy đó em. Rồi được rồi đúng không? Hay là muốn nói gì nữa nè? Dạ em có một câu nữa. Ừ. À, em muốn chị Hen gọi tên em bằng tiếng ED thật là ngọt ngào. Wow. Từ từ để dịch đã. Mlan. Quá ngọt ngào luôn ạ. Có một chữ thôi hả? Dạ, Moon. Là vậy thôi hả? Dạ. Ui, chị ngọt ngào nữa. Em cho họ tên luôn đi em. Ý là em phải dịch sang tiếng ED. Thì cả nói cho họ tên đi em để Hen dịch qua tiếng ED. À, Moon của em ạ. À. Tên thật của em ạ, Nguyễn Thị Hằng ạ. Nguyễn Thị Hằng, dịch đi em. cứu bé. Thôi chị ơi, chị nói từ nào dễ dễ mà dễ thương cũng được. À, bây giờ chị nói một cái câu tiếng ED xong rồi ghép với từ tên của em nha, thấy hợp lý dạ hơn, tại vì dạ tên của em không dịch được tiếng ED. Dạ vâng ạ. Là chắc cái hiền Nguyễn Thị Hằng họ, là chắc cái hiền khắp lên ru cầu đùm thuần lệ cao, là chắc cái lưu được xa xem lại là anh ưu mất còn ngạ bị tuồng.
không biết gì hết. Ôi nhờ chị dịch em với. Thôi em Google dịch đi. Ủa? Có đấy. Có Google dịch được không? Dạ có. Các bạn bây giờ đang mở rất là nhiều kênh khác nhau để dịch lại từ tiếng ED qua các tiếng khác á chị ạ. Bây giờ em có chơi TikTok không Hằng? Dạ em có ạ. Khi có cái clip này vào cuối tuần này đó, em sẽ cắt cái đoạn này quăng lên TikTok nhờ mọi người dịch giùm lẹ nhớ hơn. Thế thôi hy vọng là Hen không có cố tình nói xấu em gì đó. Hoặc là một lời tỏ tình nào đó chăng, kiểu vậy đó. Dạ em cũng mong lời tỏ tình. Rồi, ok. Rồi, chà. Được rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Cuối lời cuối cùng em nhờ chương trình mà nhờ chương trình Khách Đến Chơi Nhà mà em luôn em được gặp chị Hen, idol yêu quý của em. Chắc là em phải đóng băng cái cảm xúc này lại. Em muốn gửi lời chúc tới chị Hen, chúc chị luôn bình an, luôn tốt lành, may mắn, và chúc chị có những dự định, những cái dự án ý nghĩa luôn mở rộng hơn. Mãi một tình yêu. Cảm ơn. Cuối cùng là dạ, cuối cùng là em chúc chương trình luôn phát triển ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn Moon. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Và chúc bạn cũng sẽ có một ngày làm việc rất là vui nè. Cảm ơn bạn ha. Chào tạm biệt tại đây. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Chào chị Giang ạ. Rồi, chào vâng em ạ. Rất tiếc là phải nói là chị mới nói là những cái thắc mắc của chị về Hen á, những cái điều mà chị muốn chia sẻ là hồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ, một cái khoảng thời gian rất dài, nhưng mà nó chỉ đáp ứng được khoảng 2/10 những cái gì mà thật sự là chị muốn hỏi hoặc là trò chuyện với Hen, cũng như là những cái điều đó chị biết nhiều người cũng quan tâm nữa. Tại vì chị cũng đọc thông tin rồi, nhiều các bạn hay có những cái điều này điều kia chia sẻ đó. Nhưng mà rất tiếc là chị em mình không thể mà ôm nhau cả ngày được. Cho nên là chị sẽ giữ những câu chuyện đó và hy vọng là có một cái khoảng thời gian nào đó thì em sẽ đến với chương trình một lần nữa để chị em mình có thể tâm sự tiếp cùng với nhau ha. Dạ, em cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe những chia sẻ của Hen, hy vọng là mọi người vẫn ủng hộ Hen và nhất là các dự án xã hội để cùng nhau lan tỏa. Cái mục đích cuối cùng khi mà làm các dự án xã hội đó là sự chung tay của tất cả mọi người và hiểu được các thông điệp cùng nhau là cùng nhau chia sẻ để mà hiểu rõ và có chiều sâu hơn trong tất cả các dự án mà mình làm. Vâng, và đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình. Cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi.